Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 185. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Hàn Giang và người nghịch hành đều sửng sốt. Hàn Giang trầm giọng nói, cứ thế khai chiến luôn sao? Diệp Huyên gật đầu, Bạch Trú Thành đã dốc toàn lực rồi, chắc chắn bọn họ sẽ không dừng tay, có thể nói là nhất định bọn họ vẫn còn mưu kế. Nếu đã như thế, vì sao chúng ta không ra tay trước, để bọn họ bị hỗn loạn? Hàn Giang im lặng. Khai chiến toàn diện. Đó là một hành động rất mạo hiểm, dù mấy người họ chiếm lợi thế, nhưng nếu thẳng thừng khai chiến vẫn sẽ khó đoán được thắng thua, vì cũng không ai biết lá bài tẩy thật sự của nhau. Diệp Huyên nói tiếp, bọn họ đã ra tay, chứng tỏ bọn họ sẽ không dừng tay, đặc biệt là bây giờ, sau khi ta gia nhập Vĩnh Dạ Thành, bọn họ sẽ càng nôn nóng hơn. Vì thời gian càng lâu sẽ càng có lợi với chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Hàn Giang, nếu ông là thành chủ của Bạch Trú Thành, ông sẽ làm gì? Hàn Giang im lặng một lát rồi nói, thừa dịp bây giờ thực lực hai bên chưa chênh lệch quá nhiều phải liều mạng một lần. Diệp Huyên gật đầu, lúc trước khi chúng ta rời đi, Mộ Hư kia đã sẵn lòng trả 20 dòng tinh mạch để giết ta và người nghịch hành, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa ông ta cũng suy nghĩ giống ông, muốn lưới rách cá chết. Chúng ta không ra tay, bọn họ vẫn sẽ ra tay. Hàn Giang im lặng một lát rồi quay đầu, bảo các đại trưởng lão lập tức đến đại điện. Một bóng đen ở cách đó không xa lặng lẽ rời đi. Chẳng mấy chốc, các cường giả của Vĩnh Dạ Thành đều đã tới đại điện. Còn Diệp Huyên thì rời khỏi đại điện, phải giao chiến như thế nào là chuyện của mấy người nhóm Hàn Giang. Lúc này, người nghịch hành đi tới bên cạnh Diệp Huyên, gã nhìn hắn, cảm ơn. Diệp Huyên cười hỏi, cảm ơn ta cái gì? Người nghịch hành nhẹ giọng nói, nếu không nhờ huynh, ta đã không thể trở về rồi. Diệp Huyên chớp mắt, vẫn còn tinh mạch chứ? Nét mặt người nghịch hành cứng đờ. Diệp Huyên cười to, ta đùa đấy. Nói xong, hắn lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra để trước mặt người nghịch hành, đây là tinh mạch mà người nghịch hành đưa cho hắn trước đó. Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt khó hiểu cái này. Diệp Huyên cười nói, ta không tính toán với bạn bè. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Người nghịch hành đứng tại chỗ nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, im lặng rất lâu. Diệp Huyên trở lại đại điện của mình, hắn tiến vào trong tiểu tháp, sau đó ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại. Trước đó giao chiến với Hắc Diêm và Bạch Y, hắn thu hoạch được rất nhiều điều, đặc biệt là trạng thái tịnh tâm kia. Sau khi tiến vào trạng thái này, hắn phát hiện kiếm của hắn đã hoàn toàn khác đi. Đây là chuyện chưa từng có trước đây. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, hắn nhìn kiếm Thanh Huyên một lát, sau đó lại nhắm mắt. Tịnh tâm. Lúc này, hắn lại tiến vào trạng thái kỳ diệu đó một lần nữa. Sau khi tịnh tâm, hắn phát hiện vạn vật trên thế gian đều trở nên sáng tỏ. Tâm tính, vạn vật sáng tỏ. Diệp Huyên lặng lặng cảm nhận mọi thứ xung quanh, lúc này, hắn chợt phát hiện khi dùng trái tim ngắm nhìn thế giới này, mọi thứ đều trở nên khác đi. Lúc này, hắn cảm thấy thế giới này càng chân thực hơn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mọi thứ xung quanh, ví dụ như nước, như núi, như không khí và tất cả mọi thứ. Vạn vật. Người sống cả đời, gần như đều phải bận rộn vì ăn mặc, có bao nhiêu người có thể tĩnh tâm cảm nhận vũ trụ này. Thật ra phong cảnh trên đường đời rất đẹp, có điều rất ít ai có thể dừng lại để thưởng thức. Đương nhiên so với phong cảnh, ấm no quan trọng hơn. Dưới tình huống ăn không no, mọi thứ đều là chuyện vớ vẩn. Lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên chợt rung lên, rõ ràng là đang đồng tình với hắn. Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía xa, ngón cái nhẹ nhàng cầm lấy chuôi kiếm Thanh Huyên, mà lúc này, tiểu tháp chợt cất lời, tiểu chủ, người đừng làm bừa. Diệp Huyên cười khẽ, được. Sau đó, hắn rời khỏi tiểu tháp, trở về một vùng tinh không bí ẩn. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, một khắc sau, hắn nhẹ nhàng chỉ tay. Vụt! Kiếm Thanh Huyên phá không bay đi, chẳng mấy chốc, tinh không trong tầm mắt của hắn lập tức sụp đổ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Thật ra hắn rất muốn thử chém ra một kiếm toàn lực.
Cho dù là trước đây đại chiến với mấy người nhóm Bạch Y hay là bây giờ, hắn cũng không sử dụng toàn lực, vì cuối cùng hắn vẫn không vận dụng uy thế và lực lượng của chư thiên vạn giới. Dưới sự gia trì của hai lực lượng đó, kiếm của hắn mới có thể chém ra chiêu kiếm mạnh nhất. Bây giờ hắn vẫn chưa thử, vì nếu làm thế sẽ rất thu hút sự chú ý, hơn nữa uy lực còn quá lớn, sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng, vì hắn còn cách Vĩnh Dạ Thành khá gần. Lúc này, Thiên Yếm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên nhìn nàng ta, cười nói, là cô à? Thiên Yếm gật đầu, sắp xảy ra đại chiến rồi. Diệp Huyên đáp, Vĩnh Dạ Thành muốn dứt khoát kết thúc với Bạch Chú Thành. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, người đứng về phía Vĩnh Dạ Thành sao? Diệp Huyên gật đầu. Thiên Yếm nói, ta biết rồi. Diệp Huyên cười nói, đây là một nguy cơ, cũng là một cơ hội. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, ta biết. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì người nghịch hành cũng xuất hiện, gã nhìn Diệp Huyên, chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyên hỏi, chuẩn bị đại chiến sao? Người nghịch hành gật đầu. Diệp Huyên hỏi, Bạch Chú Thành có động tĩnh gì không? Người nghịch hành lắc đầu, không có động tĩnh gì cả. Diệp Huyên nhíu mày, không đúng lắm. Người nghịch hành sửng sốt, sau đó hỏi, sai ở đâu à? Diệp Huyên trầm giọng nói, đi thôi. Dứt lời, hắn lập tức dẫn theo người nghịch hành và Thiên Yếm cùng rời đi. Khi về đến Vĩnh Dạ Thành, lúc này Hàn Giang đã triệu tập tất cả cường giả cao cấp của Vĩnh Dạ Thành, rõ ràng là muốn quyết chiến với Bạch Chú Thành. Thấy Diệp Huyên, Hàn Giang khẽ mỉm cười, chúng ta chuẩn bị khai chiến thôi. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, khi nãy người nghịch hành nói Bạch Chú Thành không có động tĩnh gì cả, đúng không? Hàn Giang gật đầu, ta cảm thấy không đúng lắm, vì đáng lý ra bọn họ đã biết chúng ta muốn tấn công bọn họ rồi, mà bọn họ lại không có động tĩnh gì, bình tĩnh đến mức bất thường. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, chắc chắn bọn họ đã có chuẩn bị rồi. Hàn Giang gật đầu, chắc chắn là thế, chỉ không biết bọn họ đã chuẩn bị gì. Diệp Huyên nhìn Hàn Giang, chúng ta có kế dự phòng không? Hàn Giang cười đáp, đương nhiên là có. Đều là những thế lực truyền thừa đã lâu, đương nhiên phải có lá bài tẩy rồi, hơn nữa lần này chúng ta còn có thêm cậu, lợi thế rất lớn. Có điều chúng ta vẫn không thể lơ là, Bạch Chú Thành đã truyền thừa nhiều năm như thế, chắc chắn có lá bài tẩy mà chúng ta không biết, dù sao thì phải đánh trước đã rồi tính. Diệp Huyên gật đầu, đang định đáp lời thì một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, ông ta trầm giọng nói, Thành chủ, tất cả cường giả ở Bạch Chú Thành đang tấn công đến Vĩnh Dạ Thành chúng ta. Tấn công trước ư? Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhíu mày. Không bình thường. Giữa sân, đám Hàn Giang đều cau mày. Đối phương thế nhưng chủ động xông về phía bọn họ. Hàn Giang nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, nhất định là có cứu viện từ bên ngoài. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hàn Giang, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tinh mạch? Hàn Giang hơi do dự. Sau đó nói, 13. Diệp Huyên trầm lặng một lúc, lắc đầu, không kịp nữa rồi. Bây giờ tìm viện trợ, đã không kịp nữa rồi. Sắc mặt Hàn Giang có chút khó coi, Mộ Hư kia hẳn là đã dùng tất cả tinh mạch của Bạch Chú Thành để tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu thành công tiêu diệt Vĩnh Dạ Thành, vậy thì mười mấy tinh mạch cũng đáng, không phải sao. Hàn Giang nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, theo ngươi thấy. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Diệp Huyên cười nói, còn có thể thế nào? Đương nhiên là chiến. Hàn Giang ngây người, sau đó cười to, vậy chiến thôi. Chiến. Tiếng nói vang như sấm, chấn động phía chân trời. Trong thành, vô số cường giả Vĩnh Dạ Thành cùng gầm lên. Mà lúc này, trên bầu trời Vĩnh Dạ Thành, từng hơi thở mạnh mẽ nghiền áp tới. Đám người Mộ Hư tới rồi. Trên tường thành, Hàn Giang nhìn về phía Mộ Hư dẫn đầu ở xa xa, cười nói, Mộ Hư thành chủ, ta thật không ngờ, các ngươi lại đến trước. Mộ Hư lạnh nhạt nói, sớm hay muộn cũng phải chiến đấu, không bằng hôm nay chấm dứt luôn đi. Hàn Giang gật đầu, ngươi nói đúng. Mộ Hư giơ thẳng tay phải lên, sau đó dồn về phía trước, giết. Giết. Vừa dứt lời. Những cường giả Bạch Chú Thành sau lưng ông ta lập tức xông thẳng về phía Vĩnh Dạ Thành. Chiến trường được lựa chọn ở Vĩnh Dạ Thành.
Trong mắt Hàn Giang hiện lên một tia tà khí, giết. Thanh âm vừa dứt, trong thành, vô số cường giả Vĩnh Dạ Thành đều phóng lên cao, lao thẳng về phía đám người Mộ Hư. Trong thành, Diệp Huyên nhìn về phía người nghịch hành thì nhìn về phía xa xa chân trời, nơi đó, Thiên Trần đang nhìn gã. Người nghịch hành trầm lặng một lát, sau đó nói, Diệp Huynh, tiếp theo dựa vào ngươi rồi. Nói xong, gã phóng lên cao, lao thẳng đến chỗ Thiên Trần. Trên tường thành, Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Hư ở xa xa, ông ta lúc này cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyên cười cười, sau đó trực tiếp xoay người biến mất phía cuối chân trời. Chạy rồi. Mộ Hư nhìn thấy một màn này, lông mày hơi nhíu lại. Sau khi trầm lặng một lát, Mộ Hư nhìn về phía Hàn Giang, những năm gần đây, tuy rằng ta và ngươi đã từng giao đấu, nhưng vẫn chưa từng phân ra thắng bại, không bằng hôm nay phân rõ thắng bại đi. Hàn Giang cười nói, như ngươi muốn. Vừa dứt lời, hai người đồng thời biến mất. Bên kia, Diệp Huyên đã ẩn nấp. Trực giác nói cho hắn không thích hợp. Bạch Chú Thành nhất định là đã tìm viện trợ từ bên ngoài, mà hắn ẩn nấp, chính là muốn tìm ra viện trợ kia. Trong bóng tối, Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra gì cả. Đúng lúc này, đồng tử mắt Diệp Huyên chợt co rụt lại, hắn xoay người, vừa xoay người, một quyền ấn chợt đánh tới. Diệp Huyên nhẹ nhàng giơ ngón cái lên, kiếm Thanh Huyên bay ra chém. Ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bùng nổ từ trước mặt Diệp Huyên, trong nháy mắt, một tàn ảnh bị đánh bay ra đến hàng nghìn trượng. Khi tàn ảnh này dừng lại, đó là một thanh niên, hắn ta mặc một trường bào bó sát người màu đen, trên hai cánh tay có đeo một đôi bao cổ tay màu vàng đen. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, trầm giọng nói trong lòng, Tiểu Tháp, có người tới gần, sao ngươi không nhắc nhở ta? Tiểu Tháp trầm giọng nói, người cũng không có hỏi ta. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Đúng lúc này, người đàn ông áo bào đen phía xa xa kia nhìn đánh giá Diệp Huyên. Sau đó cười lạnh, ngươi chính là kiếm tu kia. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi biết ta. Người đàn ông áo bào đen nhìn Diệp Huyên, nghe nói đám người Bạch Y không liên thủ giết chết ngươi. Diệp Huyên đang muốn nói, người đàn ông áo bào đen nhếch miệng cười châm chọc, đám người Bạch Y kia cũng không khỏi quá kém cỏi đi. Ngay cả người như ngươi cũng không giải quyết được, thế mà bọn họ còn là lính đánh thuê đứng thứ ba. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên khẽ giơ ngón cái lên. Suy. Kiếm Thanh Huyên đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm quang màu máu từ giữa xé rách mà qua, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chém tới trước mặt người đàn ông áo bào đen. Người đàn ông áo bào đen híp mắt lại, nâng cánh tay phải lên. Ầm. Cùng với tiếng nổ vang lên, bao cổ tay trên cánh tay phải của người đàn ông áo bào đen trực tiếp bị nổ tung, mà bản thân gã ta cũng lùi mạnh về sau cả chục nghìn trượng, mà khi gã dừng lại, cánh tay phải của gã vỡ vụn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông áo bào đen có chút ngơ ngác kia, nhíu mày, yếu như vậy. Sao ngươi yếu như vậy? Ngươi có thể mạnh hơn chút không? Ngươi yếu như vậy, ta ngay cả hứng thú xuất kiếm cũng không có. Trong cơ thể, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, người đàn ông này cũng thật là, lại dám công kích tiểu chủ bằng lời nói. Mẹ nó, nếu bàn đến công kích bằng lời nói, sợ rằng chủ nhân của ba kiếm đứng đầu cũng không phải đối thủ của tiểu chủ. Không ai có thể dùng lời nói công kích đánh bại một người không biết xấu hổ. Người đàn ông áo bào đen nghe những lời Diệp Huyên nói, nhất thời tức giận đến xanh mặt, gã nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi dám nhục mạ ta. Diệp Huyên nở một nụ cười khinh thường, nhục mạ ngươi. Ngươi cũng xứng, ngươi cũng không giải nước tiểu tự soi lại mình xem, ngươi đáng để ta nhục mạ ngươi không? Hai mắt người đàn ông áo bào đen đỏ như máu, Diệp Huyên. Diệp Huyên cười lạnh, ngươi là chó sao? Ngươi chỉ biết sủa, đến, cầu ngươi giết chết ta. Người đàn ông áo bào đen đột nhiên gầm lên giận dữ, ngay sau đó, gã tung người nhảy, lao về phía Diệp Huyên, một luồng lực lượng mạnh mẽ như dòng nước lũ thổi quét về phía Diệp Huyên, trong nháy mắt, cả tinh không lập tức sôi trào. Xa xa, Diệp Huyên khẽ giơ ngón tay cái lên. Keng! Một tiếng kiếm vang vọng, ngay sau đó. Một thanh kiếm chợt lóe qua từ giữa sân. Ầm. Xa xa, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên,
người đàn ông áo bào đen bị bay lùi ra xa hàng chục nghìn trượng, mà lần này, sau khi gã dừng lại, gã đã chỉ còn lại linh hồn. Giờ phút này, người đàn ông áo bào đen sững sờ. Diệp Huyên đột nhiên đau khổ nói, trời ạ, ngươi sao lại yếu như vậy? Ngươi vì sao yếu như vậy? Người đàn ông áo bào đen. Diệp Huyên bỗng nhiên lắc đầu thở dài, sau đó xoay người rời đi. Người đàn ông áo bào đen hơi ngơ ngác, đối phương không ra tay. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, ngươi. Quá yếu, ngươi yếu như vậy, không xứng chết dưới kiếm của ta, nếu ta là ngươi, ta sẽ lựa chọn đi mua miếng đậu phụ đâm chết, yếu như vậy, ta còn không sợ sống trên đời. Nói xong, hắn đi về phía xa. Phía sau, người đàn ông áo bào đen chợt gầm thét như dã thú, kiếm tu chết tiệt, ngươi dám nhục mạ ta, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn về phía người đàn ông áo bào đen, lại đây đánh ta đi. Ta cầu xin ngươi lại đây đánh chết ta thật sự rất muốn chết. Người đàn ông áo bào đen nhìn Diệp Huyên giống như ma quỷ, linh hồn đều đang run rẩy, ngươi. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, từ giờ trở đi, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi yếu như vậy, không có tư cách nói chuyện với ta. Ta không nói chuyện với phế vật, cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu tháp. Xa xa, người đàn ông áo bào đen như sắp phát điên rồi. Không thể nhục mạ người khác như vậy được, như này ai có thể nhẫn nhịn. Người có chút chính trực đều không thể nhịn nổi. Người đàn ông áo bào đen bay thẳng về phía Diệp Huyên, hiện tại gã chỉ muốn giết chết Diệp Huyên. Thậm chí là cùng Diệp Huyên đồng quy vu tận. Mà đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta phất tay áo, người đàn ông áo bào đen lập tức bị một lực lượng thần bí ngăn cản. Cô gái mặc một chiếc váy vải bố đơn giản, tóc dài thả sau lưng, dung nhan thanh tú đẹp đẽ, trên người tỏa ra một mùi thơm mát thoang thoảng, ở bên hông nàng ta có treo một hầu bao nhỏ màu trắng, bên trên có một chữ, Ninh, nho nhỏ. Người đàn ông áo bào đen căm tức nhìn cô gái, Nam Ninh, người đừng ngăn cản ta. Cô gái tên Nam Ninh đột nhiên giơ tay phải lên tát một cái. 3. Người đàn ông áo bào đen lập tức bị cái bà tai này tát bay đi, khi gã dừng lại, linh hồn gã đã hoàn toàn hư ảo, gần đến trong suốt. Giờ phút này, người đàn ông áo bào đen đã tỉnh táo. Đương nhiên, cũng đã luống cuống. Vừa rồi gã đã mất đi lý trí. Đã quên mất sống chết, mà hiện tại, sau khi đầu óc tỉnh táo, lại bắt đầu sợ chết. Nam Ninh lạnh lùng nhìn người đàn ông áo bào đen, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Huyên dừng bước chân ở xa xa. Kiếm tu Diệp Huyên nhìn đánh giá Nam Ninh một lượt, sau đó cười nói, các ngươi là đội lính đánh thuê đứng đầu, hay là Giang Bản kia? Nam Ninh nhìn Diệp Huyên, Giang Bản. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chúng ta cũng đừng nói lời vô nghĩa, rất hiển nhiên, các ngươi do Bạch Chú Thành lôi kéo tới giết ta. Nếu là giết ta, vậy các ngươi lựa chọn đấu đơn hay là đánh hội đồng? Nếu là đấu đơn, chúng ta một chọi một, nếu là đánh hội đồng, bây giờ ta sẽ gọi người. Nam Ninh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhíu mày, như thế nào? Rất khó lựa chọn sao? Nam Ninh đột nhiên nói, ngươi là ai? Diệp Huyên ngây người, sau đó cười ha hả. Nam Ninh cau mày, ngươi cười cái gì? Diệp Huyên nhìn về phía Nam Ninh, khóe miệng nổi lên một nụ cười châm chọc, ngay cả ta là ai cũng không biết, mà dám đến giết ta, đội lính đánh thuê Giang Bản các ngươi đều là đồ não tàn sao. Nam Ninh nheo mắt, phất tay áo lên, trong nháy mắt, thời không trước mặt nàng ta liền bắt đầu dập dờn, một lực lượng mạnh mẽ xuyên qua vô số thời không chém về phía Diệp Huyên một cách hung hãn. Lực lượng cực kỳ khủng bố. Xa xa, Diệp Huyên khẽ nâng ngón tay cái lên. Kiếm Thanh Huyên bay ra. Suy. Một kiếm này bay ra, thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức bị xé rách, thứ bị xé rách còn có cả lực lượng của Nam Ninh kia. Nam Ninh nhìn thấy một màn này, lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Ninh, châm chọc nói, biết vì sao Bạch Y lại từ bỏ đơn hàng không? Nam Ninh nhìn Diệp Huyên, quả thật có hơi tò mò. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra. Kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay đến trước mặt Nam Ninh, cô gái, ngươi nhìn kỹ thanh kiếm này của lão tử, sau đó ngươi nghĩ lại xem, thế giới lục giới bậc thấp của các ngươi có loại thần vật cấp bậc này hay không? Thế giới lục giới bậc thấp. Nam Ninh nhíu mày,
Nàng ta lạnh lùng liếc nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trước mặt Diệp Huyên, nàng ta hơi do dự, sau đó cầm kiếm Thanh Huyên, trong khoảnh khắc cầm vào kiếm Thanh Huyên, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi, nàng ta theo bản năng vội vàng buông lỏng tay ra, mà giờ phút này, trong mắt nàng ta đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng cảm nhận thấy một sự tồn tại chưa xác định cực kỳ đáng sợ từ trong thanh kiếm. Nam Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, người rốt cuộc là ai? Diệp Huyên châm chọc, ta là ai? Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi là thế hệ thứ hai mạnh nhất. Không ai sánh bằng. Diệp Huyên. Chấm 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 chấm. Thế hệ thứ hai mạnh nhất. Diệp Huyên nghe thấy lời Tiểu Tháp nói, sắc mặt liền tối đen. Lúc này, xa xa Nam Ninh đột nhiên lại hỏi, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Diệp Huyên nhìn về phía Nam Ninh, cười nói, ngươi đoán xem. Ngươi đoán. Nam Ninh nghe Diệp Huyên nói vậy, lông mày hơi nhíu lại. Mẹ nó, cái này làm sao đoán? Xa xa, Diệp Huyên cũng không động thủ, sở dĩ hắn không hề động thủ, là bởi vì hắn đã cảm nhận thấy vô số hơi thở quỷ dị, những hơi thở này cực kỳ mạnh mẽ, có hai hơi thở thậm chí không yếu hơn hóa tự tại. Rất hiển nhiên, trong tối vẫn còn người của đội lính đánh thuê Giang Bản. Một chọi một, hắn không sợ, nhưng đánh hội đồng thì lại không vui lắm. Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng, vấn đề không phải dùng nắm đấm để giải quyết. Thế giới này, phải có tình yêu. Xa xa, Nam Ninh trầm lặng, giờ phút này nàng ta có hơi khó xử. Giết! Nàng ta có lòng tin giết chết Diệp Huyên khi hắn lẻ loi một mình, nhưng là, nàng ta hơi lo ngại, bởi vì đủ mọi dấu hiệu cho thấy, người đàn ông trước mặt không phải người bình thường. Đặc biệt thanh kiếm này. Khi vừa mới sờ vào thanh kiếm kia, sâu trong nội tâm nàng ta lại dâng lên một tia sợ hãi. Giết người đàn ông trước mặt, ắt sẽ dính vào nhân quả lớn. Nhưng nếu không giết, vậy 20 tinh mạch. 20 tinh mạch. Chỗ đó đủ để thực lực lính đánh thuê Giang Bạn nâng cao một bậc. Hơn nữa, Giang Bạn chưa bao giờ bỏ đơn hàng, nàng ta không muốn bỏ đơn hàng. Đúng lúc này, một gã thanh niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nam Ninh, người đàn ông nhìn thoáng qua Diệp Huyên ở xa xa, phải đưa ra quyết định. Nam Ninh trầm lặng một lát, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, nếu các hạ bằng lòng gia nhập vào đội lính đánh thuê Giang Bạn, chúng ta không những có thể hóa thù thành bạn, đội lính đánh thuê Giang Bạn còn có thể giúp các hạ tiêu diệt Bạch Chú Thành. Nghe vậy, người thanh niên ở bên cạnh nhìn sang Nam Ninh, ngạc nhiên. Nam Ninh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh. Xa xa, Diệp Huyên lắc đầu, ta từ chối. Nam Ninh nheo mắt, ngươi xác định. Diệp Huyên cười nói, xác định, bởi vì ta tuyệt đối không nhận sự uy hiếp. Nếu các người muốn chiến, ta tiếp bất cứ lúc nào. Hắn cũng không hoảng, chỉ cần những cường giả lính đánh thuê Giang Bạn này không tham chiến, Vĩnh Dạ Thành sẽ không thua Bạch Chú Thành. Nên sốt ruột là Bạch Chú Thành. Lúc này, Nam Ninh đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Bên cạnh nàng ta, người thanh niên hơi ngẩn người. Có chút khó hiểu, nhưng không hề hỏi, xoay người đi theo. Bốn phía, hơi thở ẩn núp trong bóng tối kia cũng biến mất theo. Xa xa, Diệp Huyên nhìn thoáng qua đám người Nam Ninh rời đi, sau đó xoay người rời đi. Bên kia, người thanh niên đi đến bên cạnh Nam Ninh, Nam Ninh, ngươi. Nam Ninh nhẹ giọng nói, nếu hắn đồng ý gia nhập vào Giang Bạn chúng ta nhất định sẽ giết hắn, nhưng là, hắn không đồng ý. Người thanh niên có chút khó hiểu, vì sao? Nam Ninh sắc mặt bình tĩnh, nếu hắn lựa chọn gia nhập, chứng minh hắn sợ chúng ta, nếu là sợ chúng ta, vậy nghĩa là thế lực sau lưng hắn cũng chỉ bình thường. Nhưng, dưới tình huống như vậy hắn vẫn lựa chọn từ chối gia nhập chúng ta, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hắn căn bản không sợ chúng ta. Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía thiên cơ ở xa xa, nhẹ giọng nói, chẳng trách Bạch Y lại từ bỏ. Người thanh niên thấp giọng thở dài, đáng tiếc 20 tinh mạch kia. Nam Ninh khẽ gật đầu, quả thật có chút đáng tiếc. Nghĩ đến 20 tinh mạch này, nàng ta có chút đau lòng. Người thanh niên đột nhiên nói, chúng ta trở về không? Nam Ninh lắc đầu, không. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn, không thể đến một cách vô ích. Chấm chấm chấm.
Diệp Huyên về đến Vĩnh Dạ Thành, mà giờ phút này trên bầu trời Vĩnh Dạ Thành đã trở thành một vùng chiến trường. Hai bên đánh rất kịch liệt. Nhưng mà, Vĩnh Dạ Thành chiếm thế thượng phong, dù sao đây là Vĩnh Dạ Thành, là bản thổ tác chiến. Đúng lúc này, xa xa thành chủ Bạch Chú Thành Mộ Hư đột nhiên ngừng lại, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ khó có thể tin được, ngươi. Ngươi làm thế nào vẫn còn sống? Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Hư, cười nói, lính đánh thuê của ông đều đã bị ta xử lý rồi. Nói dối. Mộ Hư đột nhiên giống giận, ngươi làm sao có thể xử lý bọn họ? Bọn họ là đội lính đánh thuê đứng thứ hai lục giới, với thực lực của ngươi, căn bản không thể tiêu diệt bọn họ. Diệp Huyên cười nói, ngươi làm sao biết ta không có ai? Mộ Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Hàn Giang thành chủ, giữ chân ông ta. Hàn Giang gật đầu, được. Thanh âm vừa dứt, ông ấy lập tức lao về phía Mộ Hư. Mà gần như cùng lúc, phía dưới Diệp Huyên nhẹ nhàng nâng ngón cái lên, kiếm Thanh Huyên trong vỏ kiếm của hắn đột nhiên bay ra. Suy. Xa xa, đầu một cường giả đạo minh cảnh của Bạch Chú Thành trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối, vô cùng máu me. Phía chân trời, Mộ Hư nhìn thấy một màn này, đôi mắt giận dữ như sắp rời ra, Diệp Huyên. Diệp Huyên không thèm để ý ông ta, trực tiếp biến mất tại chỗ, ngay sau đó, xa xa lại một cường giả đạo minh cảnh của Bạch Chú Thành ngã xuống. Cùng với sự gia nhập chiến trường của Diệp Huyên, tình hình ở đây liền nghiêng về một bên. Bởi vì Diệp Huyên không có đối thủ. Dưới hóa tự tại, không ai có thể tiếp được một kiếm của Diệp Huyên. Trong khoảng thời gian ngắn, bên Vĩnh Dạ Thành đã hoàn toàn áp chế đám người Bạch Chú Thành ở phía xa. Phía chân trời, vẻ mặt Mộ Hư đã khó coi đến cực điểm, nhưng là, giờ phút này ông ta căn bản không có năng lực thay đổi mọi chuyện trước mắt, ông ta chỉ có thể nhìn vô số cường giả Bạch Chú Thành bị chém giết ở phía dưới. Nhưng, những cường giả Bạch Chú Thành kia cũng kiên cường, không ai lựa chọn bỏ trốn. Toàn bộ đều là đang tử chiến. Nhưng mà, bên này Vĩnh Dạ Thành cũng không hề thủ hạ lưu tình chút nào. Diệp Huyên cũng không thủ hạ lưu tình, nhân từ với kẻ địch là vô cùng ngu xuẩn, bởi vì nếu cho Bạch Chú Thành này cơ hội, đối phương sẽ không chút do dự mà giết chết hắn. Giữa chiến trường, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều cường giả Bạch Chú Thành ngã xuống. Đúng lúc này, có một vài cường giả Bạch Chú Thành lại lựa chọn tự nổ, muốn đồng quy vu tận cùng cường giả Vĩnh Dạ Thành. Mà đối mặt với những cường giả Bạch Chú Thành coi cái chết như không này, các cường giả Vĩnh Dạ Thành cũng không hề lùi bước. Dần dần, trên chiến trường cường giả Bạch Chú Thành càng ngày càng ít. Không bao lâu, chiến đấu đã kết thúc. Mà giờ phút này, bên ngoài Vĩnh Dạ Thành là đầy các thi thể cường giả Bạch Chú Thành, máu tươi đã nhuốm đỏ tươi cả mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Tại đây, chỉ còn hai người còn sống. Chính là thành chủ Bạch Chú Thành và Thiên Trần. Phía chân trời, Mộ Hư đã muốn bị bao vây bởi các cường giả Vĩnh Dạ Thành. Mộ Hư đờ đẫn nhìn xuống phía dưới, cả người giống như đã mất đi hồn phách. Thua rồi, Bạch Chú Thành được ăn cả ngã về không, cuối cùng vẫn là thua. Dường như nghĩ đến cái gì, Mộ Hư đột nhiên xoay người nhìn về phía cách đó không xa. Giang bạn, xa xa, khoảng thời không kia khẽ run lên, ngay sau đó. Một cô gái đi ra, chính là Nam Ninh. Mộ Hư nhìn thấy Nam Ninh, đột nhiên giống giận như dã thú, Giang bạn. Tinh thần nghề nghiệp của các ngươi đâu? Đã nói là giết Diệp Huyên, tiêu diệt Vĩnh Dạ Thành đâu? Kỳ thực, ông ta cũng không hận Diệp Huyên, bởi vì ông ta và Diệp Huyên vốn là đối địch, hai bên giết đối phương, đó là lẽ thường tình. Ông ta thật sự hận là Giang bạn. Là Giang bạn nói không giữ lời. Nên mới làm cho Bạch Chú Thành bị thảm bại. Nam Ninh nhìn Mộ Hư, không nói gì. Mộ Hư nhìn chằm chằm Nam Ninh, vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Nam Ninh khẽ lắc đầu, tình báo ngươi cho chúng ta là sai, hắn không chỉ đơn giản là một yêu nghiệt, phía sau hắn còn có người. 20 tinh mạch, tuy rằng nhiều, nhưng là, mạng của hắn không chỉ dừng ở 20 tinh mạch. Nghe vậy, Mộ Hư sửng sốt, ngay sau đó. Ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, người rốt cuộc là ai? Đám Hàn Giang cũng nhìn về phía Diệp Huyên, không thể không nói,
bọn họ cũng rất tò mò về lai lịch của Diệp Huyên. Người này rốt cuộc là ai đây? Nam Ninh cũng nhìn về phía Diệp Huyên, hắn mỉm cười, các vị, các ngươi đừng tò mò thân phận của ta nữa. Ta chỉ là một người bình thường, một người bị cha bỏ rơi từ bé. À không phải, là người bình thường được nuôi thả. Mộ Hư đột nhiên hỏi, cha ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói, Mộ Hư thành chủ, ta cảm thấy chúng ta cũng đừng thảo luận vấn đề này. Mộ Hư nhìn thật sâu, ngay sau đó, ông ta biến mất tại chỗ. Không phải bỏ chạy, cũng không phải ra tay với Diệp Huyên, mà là ra tay với Nam Ninh ở phía xa. Rất hiển nhiên, ông ta rất hận đám người Nam Ninh, nếu không phải đám Nam Ninh đột nhiên phản bội, Bạch Chú Thành sẽ không có kết cục này. Hàn Giang ở một bên thấy Mộ Hư ra tay với Mộ Hư, hơi ngẩn người, ông ấy đương nhiên không ngăn cản, ông ấy chỉ mong sao người này liều mạng với đám người Nam Ninh. Xa xa, Nam Ninh nhìn Mộ Hư lao đến, vẻ mặt bình tĩnh, ngay khi Mộ Hư kia lao đến cách Nam Ninh trăm trượng, chỗ không gian kia đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một tàn ảnh chợt lóe qua. Đồng tử Mộ Hư chợt co lại, ông ta không dừng lại, mà tay phải đấm mạnh một quyền ra. Một quyền này đánh ra, thời không trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh lập tức rung lên kịch liệt. Mà lúc này, tàn ảnh kia đột nhiên trở nên hư ảo, ngay sau đó, một quyền ấn chợt đánh đến trước mặt Mộ Hư. Ầm vang. Quyền ấn kia đột nhiên vỡ vụn, trong nháy mắt tàn ảnh bị đánh lui hàng nghìn trượng, mà lúc này, một ánh sáng sắc nhọn đột nhiên xuất hiện từ phía sau Mộ Hư, đồng tử mắt Mộ Hư co rụt lại, xoay người, song trưởng giơ ra. Ầm. Ánh sáng kia vỡ vụn, trong nháy mắt Mộ Hư lùi mạnh về sau hàng trăm trượng, mà sau khi ông ta dừng lại, một sợi chỉ bạc nhỏ bé bỗng nhiên bay ra từ mảnh thời không phía sau ông ta. Mộ Hư lại xoay người, ông ta chắp hai tay lại, sau đó ấn mạnh về phía trước. Ầm vang. Một ấn này, thời không trước mặt ông ta trực tiếp lõm vào. Sợi chỉ bạc nhỏ bé kia vỡ vụn thành hư vô, cùng lúc đó, một lực lượng mạnh mẽ thổi quét về phía Nam Ninh. Mà lúc này, xa xa Nam Ninh bỗng nhiên bước lên trước một bước này nàng ta trực tiếp đến đỉnh đầu Mộ Hư, ngay sau đó, nàng ta cũng chắp hai ngón tay, nhẹ nhàng chỉ xuống. Mộ Hư trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, tử đến. Vừa dứt lời, ông ta không lùi mà tiến tới, hướng một quyền lên. Cứng rắn đối đầu. Ầm. Lúc này, thế giới nơi hai người đứng đột nhiên mai một, ngay sau đó, đồng tử mắt Mộ Hư chợt co rụt lại, bởi vì toàn bộ cánh tay phải của ông ta đã vỡ vụn thành hư vô. Ngay sau đó, tay phải Nam Ninh trực tiếp ấn lên đầu ông ta, trong chốc lát, nàng ta liền như vậy nhẹ nhàng túm lấy. Xì. Trước ánh mắt của mọi người ở đây, đầu Mộ Hư cứ như vậy bị túm lên, máu tươi bắn ra thành cột. Tại đây, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi. Chấm chấm chấm. Giết rồi. Tất cả mọi người đang nhìn Nam Ninh kia. Không thể không nói, Diệp Huyên có hơi khiếp sợ, thực lực của Mộ Hư này vẫn là vô cùng khủng bố. Vừa rồi trước khi Nam Ninh ra tay, có ba cường giả đỉnh cấp ra tay với Mộ Hư, nhưng cũng không thể giết chết Mộ Hư, rất hiển nhiên, cường giả hóa tự tại không hề yếu. Nhưng mà, người khiến hắn bất ngờ là Nam Ninh này. Thực lực của Nam Ninh vượt xa dự đoán của hắn. Đám người Hàn Giang nhìn Nam Ninh, trong mắt cũng là có chút kiêng dè. Thực lực của đội lính đánh thuê đến từ lục giới này không bình thường. Nam Ninh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên mỉm cười, Nam Ninh cô nương, làm tốt lắm. Mọi người. Nam Ninh nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Lúc này, Hàn Giang đột nhiên dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Huyên, mới vừa biết được, bọn họ đến Bạch Chú Thành. Sáu tinh mạch trong Bạch Chú Thành đã bị bọn họ lấy đi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên liền tối đen. Xa xa, Nam Ninh đột nhiên xoay người rời đi. Mà lúc này, một tàn ảnh bay xuống từ phía chân trời, sau đó thẳng đến chỗ Nam Ninh. Chính là Thiên Trần. Yêu nghiệt cuối cùng của Bạch Chú Thành hiện nay. Xa xa, Nam Ninh cũng không quay đầu lại. Ngay khi Thiên Trần định xông đến trước mặt Nam Ninh, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau Nam Ninh, ngay sau đó, một đạo hàn mang như thác nước lập tức ngăn cản Thiên Trần. Ầm vang. Cùng với tiếng nổ vang lên, Thiên Trần trực tiếp bị đánh lùi ra xa mấy trăm trượng.
phía sau Nam Ninh, một người đàn ông mặc áo đen đứng đó, trong tay phải người đàn ông áo đen cầm một con dao găm. Thiên Trần nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen, đang muốn ra tay tiếp, lúc này, người nghịch hành ở một bên đột nhiên nói, Thiên Trần, bọn họ nhiều người, ngươi không đánh lại bọn họ đâu. Thiên Trần trầm lặng. Xa xa, Nam Ninh quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Trần, ánh mắt bình tĩnh, nhưng, nàng ta cũng không động thủ, mà là dẫn theo đám cường giả giang bạn biến mất ở phía cuối xa xa. Nhưng khi hoàn toàn biến mất, nàng ta lại nhìn thoáng qua Diệp Huyên ở một bên. Diệp Huyên hơi cau mày, hắn nhẹ nhàng sờ lên mặt mình, sau đó nói, Tiểu Tháp, cô gái này cứ luôn nhìn ta, nàng ta không phải là nhìn chúng ta rồi chứ. Tiểu Tháp. Một bên, Hàn Giang nhìn đống thi thể ở xung quanh, sau khi trầm lặng một hồi, ông ấy đột nhiên nhìn về phía những cường giả Vĩnh Dạ Thành ở ngoài thành, mỉm cười, chúng ta thắng rồi. Thắng rồi. Trong nháy mắt, tất cả cường giả Vĩnh Dạ Thành sôi nổi. Thắng rồi. Vĩnh Dạ Thành và Bạch Chú Thành đã tranh chấp vô số năm, hôm nay, Vĩnh Dạ Thành rốt cuộc cũng thắng rồi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên tìm thấy Thiên Yếm và Mắt Thần, hai người đều vẫn còn sống, lúc trước hắn vẫn luôn chú ý đến hai người. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, phải đi rồi. Diệp Huyên gật đầu. Thiên Yếm lại hỏi, lục giới. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, muốn đi xem. Thiên Yếm trầm lặng. Mắt Thần muốn nói lại thôi. Diệp Huyên tiếp tục nói, ta sẽ nói với Hàn Giang thành chủ một tiếng, kế tiếp, hắn trọng điểm bồi dưỡng hai người các ngươi, để hai người các ngươi nhanh chóng đạt đến hóa tự tại. Tuy rằng Nam Ninh đã lấy đi 6 tinh mạch, nhưng là Bạch Chú Thành không chỉ có 6 tinh mạch, cẩn thận đánh giá, lần này Vĩnh Dạ Thành ít nhất có thể hơn 15 tinh mạch. Mắt Thần đột nhiên cười nói, Diệp Huynh, đợi chúng ta đi tìm Huynh. Diệp Huyên cười nói, được. Thiên Yếm liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, đừng gọi ta là vua dựa dẫm nữa. Lần này, ta cũng không dựa vào người khác, ha ha. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà đi, trong chớp mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên biến mất ở phía chân trời, rất lâu không nói gì. Chấm chấm chấm. Cuối tinh không, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, bởi vì người nghịch hành và Hàn Giang xuất hiện ở trước mặt hắn. Hàn Giang cười nói, sao lại không chào mà đi? Diệp Huyên cười nói, Hàn Giang thành chủ, mọi chuyện ở đây đã xong rồi. Hàn Giang hơi do dự, sau đó lấy ra một nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, ông đây là... Hàn Giang cười nói, ta biết, cậu sẽ không ở lại chỗ này, trong này có hai tinh mạch, hy vọng cậu sẽ dùng đến. Hai tinh mạch. Diệp Huyên cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy nhẫn chứa đồ, vậy đa tạ. Hàn Giang khẽ lắc đầu, là ta đa tạ cậu, lần này nếu không phải cậu, Vĩnh Dạ Thành ta sợ là xong đời rồi. Nếu không phải Diệp Huyên khiến đội lính đánh thuê rút lui, Vĩnh Dạ Thành tuyệt đối không thể thắng được. Diệp Huyên mỉm cười, đừng khách khí, nghiêm khắc mà nói, ta cũng là người của Vĩnh Dạ Thành. Nghe vậy, Hàn Giang nhất thời cười ha hả, tiếp theo, ông ấy lại lấy ra một nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên, bên trong còn có một tinh mạch. Hàn Giang nghiêm mặt nói, ra bên ngoài, phải cẩn thận một chút, nếu gặp phải người không thể địch lại, ngàn vạn lần đừng cứng đầu chống lại, còn sống mới quan trọng. Khi nào rảnh, thì trở về thăm. Lúc trước, ông ấy coi Diệp Huyên là khác, hiện tại, ông ấy coi Diệp Huyên là người một nhà. Kỳ thực, cũng không phải ông ấy muốn coi Diệp Huyên là người ngoài, chủ yếu là, ông ấy cảm thấy Diệp Huyên không coi bản thân là người Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyên. Một bên người nghịch hành đột nhiên hỏi, Diệp Huynh, Huynh muốn đến lục giới sao? Diệp Huyên gật đầu, đi xem một chút, cùng đi không? Người nghịch hành khẽ lắc đầu, ta phải chờ một chút. Diệp Huyên cười nói, ta ở bên kia chờ ngươi. Người nghịch hành gật đầu, được. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, vậy Thiên Trần thì sao? Thiên Trần. Hàn Giang nói, hắn ta đi rồi, chúng ta không làm khó hắn ta. Diệp Huyên nhìn về phía Hàn Giang, ông ấy mỉm cười, cho dù hắn ta muốn báo thù, cũng sẽ tìm đám người giang bạn báo thù. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Thực ra, hắn có thể nhìn ra,
tuy rằng Thiên Trần và người nghịch hành là đối thủ, nhưng là, hai người khẳng định là có chút đồng bệnh tương lân sao, bằng không, lúc trước Thiên Trần cũng sẽ không ra ngăn cản đội lính đánh thuê thần ung. Sao Nguyên Văn, Tinh Tinh tương thích chỉ những người có tính cách, trí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau. Hàn Giang đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, đi đường cẩn thận. Diệp Huyên cười nói, bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở cuối tinh không. Hàn Giang nhìn về phía cuối tinh không, nhẹ giọng nói, không biết tiểu gia hỏa này rốt cuộc là có lai lịch gì. Nói xong, ông ấy nhìn về phía người nghịch hành lắc đầu, lúc trước ta nghĩ hắn là người của Thánh Mạch ở Đại Ma Thiên Vực, nhưng hiện tại xem ra, Đại Ma Thiên Vực chẳng qua cũng chỉ là một khách qua đường của hắn. Hàn Giang mỉm cười, ta nhớ, lúc đầu hắn gia nhập vào Bạch Chú Thành. Đáng tiếc, Bạch Chú Thành này lại đuổi hắn ra. Người nghịch hành đột nhiên trầm giọng nói, Bạch Chú Thành hình như vẫn còn một ông lão. Hàn Giang quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh, lão bất tử kia, chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai. Người nghịch hành khẽ gật đầu, ta phải bế quan một đoạn thời gian. Hàn Giang cười nói, phải cố lên rồi. Người nghịch hành nhìn thoáng qua cuối chân trời, sau đó xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Bên kia, trên đỉnh núi nào đó, ba người đứng trên đó. Một ông lão, một người thanh niên, một cô gái. Người đàn ông kia chính là người hôm đó kết giao với Diệp Huyên, Mộ Trần, mà cô gái kia là muội muội của y. Mà ông lão còn lại chính là Mộ Danh, ông nội của Mộ Trần, cũng là thành chủ trước của Bạch Chú Thành. Mộ Danh nhìn phía xa xa, nhẹ giọng nói, không ngờ tới, Bạch Chú Thành ta đã bị tiêu diệt như vậy. Huynh muội Mộ Trần trầm lặng. Mộ Danh đột nhiên lắc đầu, ngày đó nếu ta nghe theo đề nghị của ngươi, tự mình nhúng tay vào việc này, có lẽ chuyện đã không như vậy. Là ta đã đánh giá thấp Diệp Huyên kia, hay. Ngày đó Mộ Trần tìm ông ta, hy vọng ông ta nhúng tay vào hòa giải mâu thuẫn giữa Diệp Huyên và Bạch Chú Thành, đáng tiếc, lúc đó ông ta đã không coi trọng. Phóng túng cường giả Bạch Chú Thành đuổi giết Diệp Huyên, thế cho nên làm cho Diệp Huyên hoàn toàn đầu quân về Vĩnh Dạ Thành. Nếu lúc trước ông ta ra mặt theo đề nghị của Mộ Trần, mọi chuyện có thể đã có một kết cục khác. Đương nhiên, thế gian này không có nếu như. Lúc này, Mộ Danh lại nói, hai người các ngươi đi đi. Mộ Trần nhìn về phía Mộ Danh, ông ta nhẹ giọng nói, không cần nghĩ báo thù, thù này, Bạch Chú Thành ta không báo được. Mộ Trần do dự, sau đó hơi hành lễ, hắn ta dẫn theo muội muội xoay người rời đi. Hiện tại ở nơi này, bọn họ đã không có chỗ dung thân, Diệp Huyên và Giang Bản sẽ không nhằm vào bọn họ, nhưng Vĩnh Dạ Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Giết cỏ phải giết tận gốc. Một bên, Mộ Danh nhìn xa xa phía chân trời, trầm lặng không nói. Bên kia, Mộ Trần dẫn theo muội muội đi xuống núi. Cô gái trầm giọng nói, huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Mộ Trần nói, đến lục giới. Cô gái hơi do dự, sau đó nói, Diệp Huyên kia khẳng định cũng sẽ đi lục giới. Mộ Trần cười nói, hắn sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái. Cô gái khó hiểu, vì sao? Mộ Trần nhẹ giọng nói, bởi vì trong mắt của hắn, chúng ta không khác gì con kiến. Muội sẽ cố ý giẫm chết một con kiến không? Cô gái. Chấm chấm chấm. Cuối tinh không. Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, mục tiêu lần này của hắn là lục giới kia. Mục tiêu của hắn thật ra rất rõ ràng, chính là không ngừng tìm kiếm cường giả càng mạnh hơn, sau đó đi truy tìm bước chân của lão cha bọn họ. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta đề nghị người tu luyện trước. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tiểu Tháp nói, ta sợ người đi lục giới. Sau đó lại biến thành đệ đệ. Những giáo huấn tàn khốc trước kia, người chẳng lẽ đã quên rồi sao? Diệp Huyên vẻ mặt cứng đờ. Không thể không nói, Tiểu Tháp nói vẫn có chút đạo lý. Lục giới. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó sẽ tiến vào trong Tiểu Tháp tu luyện, mà đúng lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên hơi rung động, ngay sau đó, khoảng thời không đó vỡ ra, ngay sau đó, một người đàn ông mặc như ăn mày đi ra. Không thể không nói, người đàn ông này thật sự thô tục, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy ghét. Diệp Huyên hắn không thích trông mặt mà bắt hình dong, nhưng có một vài người chính là như vậy,
làm cho người ta vừa nhìn sẽ sinh chán ghét. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, nhếch miệng cười, ta chú ý đến ngươi đã lâu. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi là ai? Người đàn ông cười ha ha, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta muốn gặp một người. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, gặp người. Người đàn ông chỉ kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sau đó nói, ta muốn gặp người tạo ra kiếm này. Gặp Thanh Nhi, nghe vậy, Diệp Huyên sững người. Người đàn ông từ từ nhắm hai mắt, ta đã tu hành 102.000 năm ở thần chiến trường, trong thời gian đó, ta đã hấp thụ vô số chiến ý. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, sắc mặt có chút điên cuồng, ta đã vô địch ở thế gian này, người có hiểu sự cô đơn của vô địch không? Diệp Huyên. Vô địch. Diệp Huyên lộ ra biểu cảm kỳ quái. Cái quái gì vậy? Hắn từng đi qua thần chiến trường, nhưng không hề nhìn thấy người này. Người đàn ông ở phía xa đột nhiên bật cười, hắn ta nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, lúc xuất hiện ở thần chiến trường, trong lòng ta hừng hực ý chí chiến đấu. Chỉ mong được đánh một trận sảng khoái. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, ngươi là. Người đàn ông cười nói, chiến thần, ta tự đặt tên cho mình đấy, có phải vừa hay vừa khí phách không? Ha ha. Diệp Huyên. Tiểu Tháp đột nhiên nói, cuối cùng cũng gặp được một kẻ còn kỳ lạ hơn cả Thiên Diệp. Diệp Huyên đen mặt, tha cho người ta đi. Tiểu Tháp. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông, hắn do dự một lát rồi nói, theo ta được biết, có vẻ lục giới có rất nhiều cường giả, vì sao ngươi không tới thẳng nơi đó? Lục giới. Trong mắt người đàn ông ánh lên vẻ khinh thường, sau khi ta xử lý người tạo kiếm xong thì sẽ quét ngang lục giới, để đám kiến hôi đó mở mang tầm mắt biết thế nào là sức mạnh thật sự. Diệp Huyên cảm thấy nhức đầu, thế sao ngươi không quét ngang lục giới trước? Người đàn ông nhìn về phía Diệp Huyên, sao, người tạo kiếm đó không dám ra? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chúng ta đánh một trận nhé. Người đàn ông liếc Diệp Huyên, ánh mắt ngập tràn vẻ khinh thường, ngươi cũng xứng chắc. Diệp Huyên. Vẻ mặt người đàn ông lạnh dần, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi, mau bảo người tạo kiếm ra đây. Diệp Huyên không nói thêm gì nữa, đột nhiên biến mất khỏi vị trí đang đứng, tiếp theo đó, một luồng kiếm quang chém thẳng xuống đầu người đàn ông. Gọi Thanh Nhi. Tất nhiên hắn sẽ không làm vậy rồi, đâu phải loại người nào cứ muốn gặp Thanh Nhi là được ngay đâu. Thấy Diệp Huyên ra tay, người đàn ông nhíu mày, người dám xuất chiêu đánh ta. Nói tới đây, hắn ta nắm chặt tay phải, tiếp đó đấm ra một quyền. Hắn ta vừa xuất chiêu. Một luồng sức mạnh khủng khiếp cuồn cuộn, trong nắm đấm kia còn mang theo cả chiến ý hừng hực. Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm. Thứ Diệp Huyên sử dụng chính là kiếm Thanh Huyên. Đối với thằng nhóc không rõ lai lịch này, hắn không dám coi thường. Sau khi Diệp Huyên chém xuống một kiếm, kiếm quang bộc phát, ngay sau đó, người đàn ông kia bị chém lùi lại hơn mấy nghìn trượng, đến lúc dừng lại được thì tay phải đã vỡ nát. Vô số máu tươi bắn tung tóe. Người đàn ông ngây sững. Diệp Huyên cũng ngây ngẩn cả người. Thằng nhóc này cứ thế bị mình phế mất một tay á hả? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt khó tin, ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, là ngươi quá yếu hay do ta quá mạnh? Người đàn ông. Vẻ mặt của Diệp Huyên vô cùng kỳ quái, không thể không nói hắn cũng có phần ngỡ ngàng. Vốn tưởng thằng nhóc đó là cao thủ, nhưng giờ xem ra, chẳng thấy giống cao thủ chút nào. Ở nơi xa, người đàn ông nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt khó tin, chuyện này, sao có thể, không, chắc chắn không thể nào. Hắn ta vừa dứt lời liền bất ngờ nhảy lên, lao thẳng về phía Diệp Huyên. Lúc tới trước mặt Diệp Huyên thì bỗng nhiên cuộn tay trái lại, sau đó đấm thẳng lên mặt hắn. Vừa đấm xong, thì vô số chiến ý tuôn ra ngoài. Không gian xung quanh lập tức sôi trào. Diệp Huyên chẳng buồn nghĩ mà khẽ trỏ ngón tay. Kiếm Thanh Huyên bay vụt đi. Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kiếm chém bay lùi lại gần vạn trượng, đến khi hắn ta dừng lại được thì tay trái cũng bị xé đứt. Giờ thì hai tay đều không còn nữa. Diệp Huyên ở nơi xa cảm thấy cạn lời. Má nó chứ. Vốn tưởng kẻ này là cao thủ. Ai dè lại là một tên chỉ biết chém gió. Chỉ có vậy mà đã muốn đi tìm Thanh Nhi.
Ở nơi xa, người đàn ông kia lại càng hoang mang hơn, đây, sao có thể chuyện này? Diệp Huyên liếc người đàn ông sắp phát điên kia, có phải ngươi tu luyện sai cách rồi không? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, gầm thét, đồ sâu bọ im miệng. Hét tới đây, hắn ta lại tiếp tục lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên càng cạn lời hơn, hắn tiếp tục trỏ nhẹ tay một lần nữa, kiếm thanh huyên lại bay ra, tốc độ lần này còn nhanh hơn trước. Đồng tử của người đàn ông ở phía xa bỗng nhiên co rụt, hắn ta toan ra tay thì bỗng kinh hãi nhận ra không thể làm gì được nữa. Phập! Kiếm thanh huyên đã cắm thẳng vào giữa ngực hắn ta. Ầm! Trong chớp mắt, người đàn ông đã bị ghim vào không gian bên trên. Kết thúc rồi. Người đàn ông hoang mang nhìn phía xa, chuyện này, sao, có thể? Diệp Huyên liếc nhìn người đàn ông, nhíu mày, hắn cũng cảm thấy có gì đó sai sau, hắn cảm nhận được chiến ý của người đàn ông vừa nãy vô cùng đáng sợ, khiến trái tim hắn cũng đập nhanh hơn bình thường. Nhưng thực lực của kẻ đó lại cực kỳ yếu. Rốt cuộc là sao? Đúng lúc này, lồng ngực người đàn ông bắt đầu rạn nứt, một trái tim đỏ như máu chậm rãi bay ra, bên trong trái tim đó ngập tràn chiến ý vô cùng vô tận. Diệp Huyên nhíu mày, chiến ý chi tâm. Người đàn ông nhìn trái tim trước mặt mình, trong mắt vẫn hoang mang như cũ, ta đã ngưng tụ được chiến ý chi tâm, tại sao lại như vậy, tại sao? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, có phải ngươi chỉ hấp thu chiến ý thôi đúng không? Người đàn ông nhìn về phía Diệp Huyên, thì sao? Tiểu tháp im lặng một lát mới nói, ngươi chỉ hấp thu chiến ý, sau đó không tu luyện thực lực đúng chứ? Người đàn ông lại càng mù mờ hơn, thế thì có vấn đề gì à? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, ngươi, đúng là giỏi thật đấy. Người đàn ông. Diệp Huyên cũng không hiểu, tiểu tháp, ngươi biết tại sao à? Tiểu tháp đáp, đơn giản lắm, kẻ này hút chiến ý mấy vạn năm nhưng lại không tu luyện chúng. Hắn chỉ hấp thu chiến ý đơn thuần, cũng giống với người luyện võ chỉ tập chiêu thức mà không luyện nội lực vậy, tuy không yếu quá nhưng nếu gặp phải cường giả thực sự thì sẽ không đỡ nổi một chiêu. Diệp Huyên nhíu mày, cách ví von này kỳ kỳ, người đổi ví dụ khác đi. Tiểu tháp im lặng, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp tục nói đơn giản chính là kẻ này chỉ hấp thu chiến ý mà không chuyển nó thành của mình, số chiến ý kia rất mạnh nhưng nếu chỉ có mỗi chiến ý mạnh thì đâu có ích gì. Nếu không có sức mạnh cường đại chèo chống thì tác dụng phát huy được rất nhỏ, cũng giống với việc ăn cơm mà không tiêu hóa vậy á. Diệp Huyên nhíu mày, người lại lôi cái ví dụ kỳ quái gì ra thế? Tiểu tháp có vẻ tức giận, ta chỉ là một tòa tháp thôi mà. Diệp Huyên. Người đàn ông ở phía xa đột nhiên run giọng cất lời, ta tu luyện sai cách ư. Diệp Huyên nhìn hắn ta, ngươi không tu luyện sai, mà ngươi vốn dĩ không hề tu luyện. Người đàn ông. Diệp Huyên cũng cạn lời, không ngờ trên đời còn có loại người như thế, ngày nào cũng hút chiến ý của người khác, sau đó không tu luyện. Chiến ý đã hút đủ, nhưng tác dụng thì sao? Bị lẫn lộn mọi thứ hết rồi. Người đàn ông đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, vậy ta phải làm sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, dễ lắm. Chiến ý chi tâm kia tuy không có tác dụng mấy với ngươi, nhưng ngươi có thể đưa nó cho ta giúp ngươi phát triển nó. Người đàn ông nghe thấy vậy lập tức phẫn nộ bừng bừng. Ngươi muốn cướp chiến ý chi tâm của ta, ngươi. Kiếm thanh huyên của Diệp Huyên đột nhiên đâm thẳng vào giữa trán người đàn ông. Phập, cả người hắn ta cứng đơ không có cách nào động đậy, ngay sau đó linh hồn của hắn ta cũng nhanh chóng bị kiếm thanh huyên hấp thụ. Người đàn ông hằn học nhìn Diệp Huyên, sao ngươi có thể làm vậy? Diệp Huyên nghiêm túc nói, là ngươi đến tìm ta mà. Người đàn ông. Diệp Huyên thấy hắn ta còn muốn nói gì đó bèn vung tay phải lên, kiếm thanh huyên lập tức hấp thu hoàn toàn linh hồn của người đàn ông. Sau khi hấp thu xong, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên đã quay về trong tay hắn, sau đó, hắn nhìn về phía chiến ý chi tâm trước mặt, nói khẽ, món đồ chơi này dùng thế nào? Tiểu tháp đáp, cứ thế hấp thu thẳng thôi. Hấp thu thẳng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, vừa quyết định thì kiếm ý đã lập tức bao lấy chiến ý chi tâm, tiếp theo đó, chiến ý chi tâm chui thẳng vào lồng ngực hắn. Trong nháy mắt. Chiến ý vô cùng vô tận bộc phát bên trong cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên mở to mắt, cả người bắt đầu rung động mạnh, chỉ một lát, số chiến ý vô kể kia đã bị Diệp Huyên hấp thu.
Trước đây hắn từng lĩnh hội chiến ý, nhưng những thứ đó so với số chiến ý hiện giờ quả thật quá yếu. Căn bản không thể so sánh được. Hơn nữa, tuy rằng hắn từng lĩnh hội chiến ý, nhưng về sau hắn dần chuyên tâm vào kiếm ý, bởi vậy chiến ý cũng không mạnh lắm. Diệp Huyên lập tức tiến vào trong tiểu tháp, hắn ngồi khoanh chân, sau đó kích hoạt huyết mạch chi lực của mình, bởi vì hắn chợt nhận ra số chiến ý quá mức khủng khiếp, thân thể của hắn có vẻ đang dần không chịu nổi, nhất định phải dùng huyết mạch chi lực để trấn áp, từ từ hấp thu. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, không biết qua bao nhiêu lâu sau, chiến ý xung quanh Diệp Huyên đã dần dần giảm bớt, giờ phút này, hắn đã hấp thu được hơn một nửa số chiến ý. 3 ngày sau, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở mắt, không gian trước mặt hắn lập tức sôi trào. Chiến ý. Giờ phút này, hắn đã hấp thu triệt để chiến ý chi tâm, mà sau khi hấp thu xong, trái tim của hắn cũng biến thành chiến ý chi tâm. Phải nói rằng lúc này Diệp Huyên đang rất hăng hái. Bởi vì những chiến ý kia thật sự rất mạnh, sau khi hấp thu xong, thực lực tổng hợp của hắn ít nhất cũng phải tăng thêm một cấp lớn, sau này nếu như đánh nhau cùng người khác, vậy thì đây cũng chính là một trong những lá bài tẩy của hắn. Hắn đã thu được chiến ý mười mấy vạn năm đó. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Huyên không khỏi bật cười. Sướng quá đi mất. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, Diệp Huyên hơi mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên lập tức xuất hiện bên trên, tiếp theo đó, một luồng chiến ý cực kỳ khủng khiếp nhanh chóng bao phủ xung quanh hắn, kiếm Thanh Huyên được ý chí tiếp thêm năng lượng bắt đầu rung nhẹ. Đánh. Lúc này, trong mắt Diệp Huyên dần dần xuất hiện màu đỏ, không phải huyết mạch mà do được chiến ý kích hoạt, khiến con người ta không cầm lòng nổi mà muốn đánh nhau một trận. Đến chính hắn cũng cho rằng mình có thể đánh với Thanh Nhi ngay lúc này. Lúc nhận ra mình có suy nghĩ ấy, Diệp Huyên chợt giật mình, nhanh chóng thu hồi số chiến ý vừa nãy. Má nó chứ! Những thứ đó sẽ làm con người ta bị dao động. Giờ thì hắn cũng hiểu tại sao người đàn ông vừa nãy bị dao động rồi. Bởi vì có liên quan rất lớn với chiến ý kia. Sau khi thu hồi chiến ý, lúc này Diệp Huyên mới cảm thấy suy nghĩ trong đầu rõ ràng hơn. Chiến ý quả thật làm ảnh hưởng đến thần trí của con người. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ có muốn tới hệ Ngân Hà chơi đùa chút không? Diệp Huyên nhíu mày, tới hệ Ngân Hà làm gì? Tiểu tháp liến thoáng nói, thì đi chơi thôi, bên đó cũng khá là vui á. Hơn nữa, Thiên Mệnh tỷ tỷ cũng đang ở đó, chẳng lẽ người không muốn gặp Thiên Mệnh tỷ tỷ sao? Diệp Huyên cười nói, tiểu tháp, là ngươi muốn gặp Thanh Nhi thì có. Tiểu tháp im lặng. Diệp Huyên bỗng thấy hơi tò mò, có phải ngươi muốn gặp Thanh Nhi để muội ấy giúp ngươi cải tạo chút không? Tiểu tháp khẽ thở dài, đúng đó. Hiện giờ ta chính là mật thất tu luyện của người rồi, chẳng có chút cảm giác tồn tại nào cả. Thật lòng mà nói, trong lòng ta bức bối khó chịu lắm. Ta không muốn giống như tháp giới ngục, dần dần rồi bị lãng quên. Tháp giới ngục. Diệp Huyên thoáng sững người một lát mới nói, ngươi không nói thì ta cũng quên mất mình có một tòa tháp giới ngục đấy. Tháp giới ngục. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, lúc cần thì coi như bảo bối, còn lúc không cần thì tháp ta còn chẳng bằng cỏ dại. Bi thảm quá đi mất thôi. Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta nhớ tháp giới ngục vẫn còn 3 tầng chưa được mở nhỉ. Còn 3 tầng. Tiểu tháp hỏi, tiểu chủ muốn mở ra à? Với thực lực hiện giờ của người thì chuyện mở nó ra cũng dễ như trở bàn tay. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói, không mở. Tiểu tháp không hiểu, tại sao? Diệp Huyên cười ha hả, để đó cho con trai ta mở. Tiểu tháp im lặng một lát mới cất lời, người, ngon. Cuối cùng Diệp Huyên vẫn không chọn tới hệ Ngân Hà, hiện tại tới đó làm gì chứ? Hắn đâu rảnh để đi chơi. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, Diệp Huyên tới thẳng lục giới. Hắn cũng nhận được vài thông tin từ chỗ Hàn Giang, thế nhưng vô cùng ít, bởi vì ông ấy cũng chưa từng tới lục giới bao giờ. Ý nghĩa của lục giới cũng nằm ngay ở cái tên, đây là một vùng vũ trụ được tạo thành do 6 thế giới hợp lại, nơi nào cũng có một thế lực siêu cấp. Hắn cũng không biết về những đội lính đánh thuê ở lục giới, bởi vậy cũng không có cách nào biết được thực lực tổng thể của nơi này. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hình như trước giờ người chưa từng triệu hoán thế của chư thiên vạn giới và sức mạnh từ chư thiên vạn giới nhỉ.
Diệp Huyên cười nói, với thực lực hiện giờ của ta mà cũng cần mượn nhờ sức mạnh sao? Tiểu Tháp do dự một lát mới nói, hiện giờ tiểu chủ nói chuyện cứng hơn hẳn lúc trước. Mong là người sẽ mãi mãi giữ được giọng điệu đó. Diệp Huyên không tiếp tục nói nhảm với Tiểu Tháp nữa, Diệp Huyên tăng tốc, nhờ kiếm thanh huyền mà vượt qua không gian, nhưng ngay cả như vậy mà vẫn tốn mất gần nửa tháng mới tới được lục giới. Theo thứ tự, lục giới bao gồm cổ giới, thần giới, thiên giới, tu di giới và linh giới. Diệp Huyên vừa đặt chân tới lục giới thì bỗng nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Huyên hơi sững người, thoáng kinh ngạc. Cô gái này không phải ai khác mà chính là Nam Ninh. Nam Ninh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên mỉm cười, Nam Ninh cô nương, cô tới đón ta sao? Lông mày Nam Ninh khẽ nhíu, sao ngươi lại nghĩ là ta tới đón ngươi? Diệp Huyên cười ngượng, hóa ra không phải tới đón ta à? Nam Ninh liếc Diệp Huyên, ngươi đến lục giới làm gì? Diệp Huyên cười nói, muốn tìm hiểu thêm về lục giới. Nam Ninh trầm mặc. Diệp Huyên chớp mắt, không chào đón ta à? Vẻ mặt Nam Ninh không chút cảm xúc, lục giới đâu phải của ta có tư cách nào để không chào đón ngươi? Diệp Huyên cười nói, Nam Ninh cô nương có thể giới thiệu sơ qua về lục giới được không? Vẻ mặt Nam Ninh bình tĩnh, ngươi muốn biết gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ giây lát mới nói, vậy đoàn lính đánh thuê đứng đầu tên là gì? Lông mày Nam Ninh khẽ nhíu, ngươi hỏi điều này làm gì? Sao, muốn gia nhập đội lính đánh thuê à? Diệp Huyên cười nói, không, ta chỉ tò mò thôi. Nam Ninh im lặng. Diệp Huyên cười nói, Nam Ninh cô nương, cô chờ ta ở đây hẳn là có việc nhỉ? Nam Ninh nhìn lướt xung quanh, sau đó nói, đến nơi khác. Dứt lời, nàng ta quay lưng đi trước. Diệp Huyên cười cười, sau đó đi theo. Nam Ninh dẫn Diệp Huyên bước vào một con đường truyền tống, chỉ một lát, cả hai đã xuyên thẳng qua không gian bên trong. Diệp Huyên hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Nam Ninh nói, cổ giới. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn toàn hỏi thêm gì hai người đã ra khỏi đường hầm không gian, sau đó, một tòa thành cổ rất lớn liền hiện ra trước mặt họ. Tòa thành cổ này nằm giữa hai ngọn núi lớn, trước mặt là biển rộng, nhìn qua không thấy điểm cuối. Nam Ninh đột nhiên nói, cổ thành là tòa thành lớn nhất cổ giới, đây là địa bàn của cổ tộc. Cổ tộc đã đóng quân tại cổ thành gần nghìn vạn năm, căn cơ của bọn họ sâu không thể tưởng. Diệp Huyên do dự một lát mới hỏi, Nam Ninh cô nương, đội lính đánh thuê của các cô có cấp bậc như thế nào ở lục giới này? Nam Ninh liếc Diệp Huyên, người đoán xem. Mặt Diệp Huyên lập tức đen xì. Nam Ninh không trả lời câu hỏi này của hắn. Nàng ta dẫn Diệp Huyên đi đến trước cửa thành, sau đó khẽ ngửa lòng bàn tay, một cái túi nhỏ bay đến trước mặt binh lính canh gác cổng thành. Binh lính thuần thục nhận lấy túi nhỏ, sau đó cho họ đi qua. Sau khi vào trong thành, Nam Ninh đột nhiên nói, ở nơi này ngươi có thể gây họa nhưng đừng bao giờ chọc vào người của cổ tộc, nếu chọc vào người của cổ tộc. Diệp Huyên ngắt lời, thế nếu bọn họ chọc ta trước thì sao? Nam Ninh liếc Diệp Huyên. Nếu ngươi có chỗ dựa và chỗ dựa đó mạnh hơn cổ tộc thì cứ việc giết chết kẻ đó. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, đã hiểu. Nam Ninh nói, hiểu thì tốt, ở nơi này, tốt nhất ngươi nên khiêm tốn vào. Dứt lời, nàng ta liền bước nhanh về phía xa. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ ơi, ta cảm thấy ý mà người hiểu không giống với suy nghĩ của cô gái kia. Hai người có cần ta kết nối thử không? Diệp Huyên. Chỉ chốc lát sau Nam Ninh đã dẫn Diệp Huyên đi tới trước một tòa lầu nhỏ, nơi này chỉ có 3 tầng. Sau khi tiến vào lầu nhỏ, một cô gái thanh tú bước tới đón, nàng ta hơi cúi người thi lễ với Nam Ninh, đoàn trưởng. Nam Ninh khẽ gật đầu, sau đó dẫn Diệp Huyên đi lên lầu, chỉ lát sau, họ đã bước vào một gian phòng nhỏ, nhìn từ cửa sổ ở nơi này có thể thấy được đường đi bên dưới, phong cảnh cũng khá đẹp. Nam Ninh ngồi xuống. Nhìn Diệp Huyên nói, có thể nói mục đích ngươi tới đây không? Diệp Huyên ngồi xuống đối diện Nam Ninh, sau đó nói, muốn mở mang kiến thức về những cường giả mạnh hơn. Nam Ninh chỉ im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Nam Ninh cô nương đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sẽ thấy ngại lắm. Tiểu Tháp. Nam Ninh im lặng một lát rồi nói, Diệp công tử,
ta không nhìn thấu được ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, Nam Ninh cô nương, vì sao ta cảm thấy cô có vẻ đề phòng ta vậy nhỉ? Nam Ninh nhìn Diệp Huyên, ngươi không phải người bình thường, nhưng lại cho ta một cảm giác dường như ngươi đang khoác lác, ta thật sự không hiểu rõ, rốt cuộc ngươi giỏi thật hay chỉ đang giả vờ. Diệp Huyên. Lúc này, cô gái thanh tú hồi nãy bưng hai chén linh trà tới, sau khi đặt xuống bàn liền im lặng lui ra ngoài. Diệp Huyên khẽ liếc cô gái thanh tú, hắn phát hiện ra thực lực của cô gái này đã là hóa tự tại. Hóa tự tại? Má nó chứ? Ở nơi này hóa tự tại là cấp bậc đi bừa cũng gặp phải à? Diệp Huyên cảm thấy nhức hết cả óc. Lúc này Nam Ninh lại nói, Diệp công tử, rốt cuộc ngươi là ai? Từ đâu tới? Diệp Huyên cười cười, sau đó nói, Nam Ninh cô nương, tại sao cô lại tò mò về ta như vậy? Nam Ninh chỉ vào thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, thanh kiếm này của ngươi không hề tầm thường. Diệp Huyên chớp mắt, Nam Ninh cô nương, ta chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu về lục giới, nếu cô đã không muốn nói cho ta biết cũng chẳng sao, để ta đi hỏi người khác. Nói tới đây, hắn đứng dậy rời đi. Nam Ninh nhíu mày, Diệp công tử. Diệp Huyên phớt lờ nàng ta đi thẳng ra bên ngoài, nhưng lúc này cô gái thanh tú hồi nãy lại đột nhiên ngăn cản Diệp Huyên, nàng ta nhìn thẳng vào hắn, đoàn trưởng đang gọi ngươi đấy. Diệp Huyên nhìn cô gái thanh tú, tránh ra. Cô gái thanh tú nhìn thẳng vào Diệp Huyên, không hề có ý định nhường bước, không những vậy, trong mắt ta còn lộ rõ ánh nhìn của một kẻ đứng tít trên cao nhìn xuống lũ sâu bọ nhỏ bé, không chút che giấu. Diệp Huyên khẽ khàng trỏ ngón cái. Ong! Kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc đó, cô gái thanh tú bỗng nhiên híp mắt, nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại ra tay thẳng thắn ngay tại đây, có điều nàng ta cũng phản ứng nhanh nhạy, tay phải đánh ra một chưởng về phía trước, chưởng này rất nhẹ, chỉ tựa như bông bay phất phơ. Ầm! Kiếm quang đột nhiên bộc phát, chỉ thoáng chốc mà cả lầu các đã bị phá nát, còn cô gái thanh tú bị chiêu kiếm kia của Diệp Huyên chém bay đến một vực sâu không gian thần bí nào đó. Không chỉ có vậy mà tay phải của nàng ta cũng đã bị Diệp Huyên đập vụn. Một kiếm nát tay. Cô gái thanh tú ngỡ ngàng, nàng ta không ngờ tay phải của mình lại bị phế bỏ đơn giản như thế. Diệp Huyên. Nam Ninh vốn dĩ ở một bên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn chằm chằm hắn, ngươi có ý gì? Vẻ mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh, Nam Ninh cô nương, ta tới đây chỉ vì muốn hỏi thăm cô đôi điều về lục giới. Chứ không phải đến để nghe cô chất vấn. Tất nhiên nếu cô không muốn nói cho ta biết thì ta cũng chẳng ép uổng, nhưng người của cô ngăn cản ta lại là sao? Nàng ta muốn làm gì? Nam Ninh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vậy là ngươi ra tay à? Diệp Huyên gật đầu, thế có vấn đề gì không? Nam Ninh nhìn Diệp Huyên, hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Huyên đi tới trước mặt Nam Ninh, mỉm cười, Nam Ninh cô nương. Thật lòng mà nói ta cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ. Ta thật sự chỉ muốn hỏi cô về lục giới mà thôi, tất nhiên nếu có thể làm bằng hữu ắt là chuyện tốt, nhưng giờ xem ra có vẻ không được rồi. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua cô gái thanh tú ở đằng xa, ta cực kỳ không thích ánh mắt của cô, còn nữa, cô không có tư cách nhìn ta bằng ánh mắt đó, lần sau nếu cô còn làm vậy, hãy cứ tin, đó chính là ánh nhìn cuối cùng trong kiếp này của cô. Hắn nói xong liền quay lưng rời đi. Diệp Huyên rời đi, tay phải cô gái thanh tú chậm rãi siết chặt, rõ ràng vẫn muốn ra tay. Mặc dù thực lực của Diệp Huyên mạnh mẽ, nhưng cảnh giới của hắn lại rất thấp, điều này khiến người ta bất giác coi thường hắn. Mà đúng lúc này, Nam Ninh ở bên cạnh đột nhiên nhìn về phía cô gái thanh tú, lắc đầu. Cô gái thanh tú hơi do dự, sau đó buông lỏng tay ra. Nam Ninh nhìn về phía Diệp Huyên ở nơi xa, Diệp công tử. Nhưng mà, Diệp Huyên lại không hề để ý đến nàng ta, dứt khoát biến mất ở nơi xa. Nam Ninh khẽ nhíu mày. Cô gái thanh tú đi đến bên cạnh Nam Ninh, trầm giọng nói, đoàn trưởng, hắn là ai? Nam Ninh im lặng một lát rồi nói, một người có lai lịch bí ẩn. Sắc mặt cô gái thanh tú bình tĩnh. Trong mắt lại lóe vẻ rét lạnh, hắn dựa vào cái gì mà kiêu căng như vậy? Nam Ninh khẽ lắc đầu, không nói lời nào, nàng ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong mắt mang theo lo lắng, lai lịch của Diệp Huyên thật sự quá bí ẩn. Nàng ta cũng từng dùng một số thủ đoạn điều tra Diệp Huyên,
nhưng không hề có chút manh mối nào. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc giáp đen xuất hiện ở trong này, gã ta nhìn về phía Nam Ninh, trầm giọng nói, tiểu thư, có người gây rối sao? Nam Ninh khẽ lắc đầu, không có gì, người lui xuống đi. Người đàn ông giáp đen hơi do dự, nhưng sau đó vẫn quay người biến mất. Nam Ninh nhìn cô gái thanh tú, âm thầm chú ý đến hắn, đừng đi trêu chọc hắn. Cô gái thanh tú khẽ gật đầu, vâng. Nói xong, nàng ta quay người biến mất khỏi nơi này. Nam Ninh nhìn về nơi xa, trong mắt toát vẻ nghi ngờ, kiếm kia. Sau khi rời đi, Diệp Huyên đi thẳng vào nơi sâu trong thành. Cổ thành. Diệp Huyên đánh giá xung quanh, kiến trúc xung quanh tràn ngập hơi thở cổ xưa, trừ cái đó ra, trong thành còn có một số hơi thở mạnh mẽ cực kỳ mịt mờ khó hiểu. Trong thành này cũng có không ít cao thủ. Nhưng mà Diệp Huyên lại hơi tò mò, liệu trong thành này có cao thủ trên hóa tự tại không? Mang theo nghi ngờ này, Diệp Huyên đi vào nơi sâu nhất trong thành. Đi không bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn, cách đó không xa có một người đàn ông đang nhìn hắn. Nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Huyên sửng sốt. Hắn nhận ra người đàn ông này, chính là Hắc Diêm thành viên của đội lính đánh thuê Thần Ung, nhưng mà bây giờ, thân thể Hắc Diêm này đã khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyên, Hắc Diêm cũng hơi ngẩn ra, rõ ràng, gã ta cũng không ngờ lại gặp Diệp Huyên ở nơi này. Diệp Huyên mỉm cười, Hắc Diêm huynh, thật trùng hợp. Vẻ mặt Hắc Diêm hơi kỳ lạ. Diệp Huyên lại đi đến trước mặt Hắc Diêm, cười nói, Hắc Diêm huynh, người đang làm gì vậy? Hắc Diêm hơi do dự, sau đó nói, nhận nhiệm vụ. Diệp Huyên nhíu mày, nhận nhiệm vụ. Hắc Diêm gật đầu. Diệp Huyên nhìn ra sau lưng Hắc Diêm, sau lưng gã ta có một cột nhiệm vụ, bên trên dán những tờ cáo thị. Diệp Huyên hơi tò mò, hắn đi đến trước cột nhiệm vụ, sau đó phát hiện, thù lao của những nhiệm vụ này đều không thấp, trong đó có một nhiệm vụ hộ tống một người, thù lao là 22 tinh mạch. 22 tinh mạch. Diệp Huyên hơi kích động chỉ vào tờ nhiệm vụ kia, Hắc Diêm huynh, đây có phải lừa người hay không? Hắc Diêm thoáng nhìn Diệp Huyên, sẽ không, bởi vì muốn dán cáo thị lên trên này, nhất định phải giao 30% tiền thế chấp cho Hiệp hội lính đánh thuê. Hơn nữa, sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nếu đối phương làm trái với ước định, sẽ bị toàn bộ lính đánh thuê tấn công. Cho dù 6 thế lực lớn cũng không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Diệp Huyên nhìn Hắc Diêm, Hiệp hội lính đánh thuê. Hắc Diêm lặng im chốc lát rồi nói, một tổ chức do các đội lính đánh thuê lớn tạo thành. Diệp Huyên khẽ gần đầu, hắn nhìn tờ nhiệm vụ kia, lúc này, Hắc Diêm bên cạnh lắc đầu, nhiệm vụ này không thể nhận. Diệp Huyên hơi không hiểu, vì sao? Hắc Diêm khẽ thở dài, ngươi biết đây là nhiệm vụ do ai ban bố không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Hắc Diêm nói, công chúa linh giới, nhưng mà, là tiền nhiệm. Trước đây không lâu, linh giới xảy ra biến động, không biết vì nguyên nhân gì mà lão linh vương ngã xuống, vốn nên là công chúa linh giới này kế vị, nhưng mà người đứng thứ hai linh giới, chính là linh thiên trưởng lão đột nhiên tuyên bố kế vị, đồng thời nắm giữ quyền lớn của linh giới, thế là công chúa linh giới chạy trốn đến cổ giới. Mà nàng ta tuyên bố nhiệm vụ này là hy vọng có người có thể hộ tống nàng ta đến linh cung thần điện xa xôi. Diệp Huyên nhíu mày, linh cung thần điện. Hắc Diêm gật đầu, đó là một nơi vô cùng thần thánh đối với linh giới, nếu như nàng ta đến được nơi đó, cho linh thiên 100 lá gan, bà ta cũng không dám ra tay với sinh linh của linh giới ở nơi đó. Nhưng mà, bà ta tuyệt đối sẽ không để công chúa linh giới này đến được nơi đó. Dù sao, công chúa linh giới này còn sống ngày nào, sẽ còn uy hiếp đến việc thống trị của bà ta ngày đó, bởi người ta mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, sở dĩ linh giới không đến cổ giới bắt người là bởi vì bọn họ có mâu thuẫn với cổ giới sao? Hắc Diêm khẽ gật đầu, trước giờ cổ giới và linh giới luôn bất hòa, bởi vì cổ tộc đã từng bắt không ít sinh linh linh giới, hai tộc đã từng đánh nhau, thậm chí suýt thì bộc phát chiến tranh toàn diện. Mặc dù sau đó lặng xuống, nhưng hai thế lực này vẫn luôn đối đầu. Nghe vậy, Diệp Huyên hiểu được đại khái. Sở dĩ cổ tộc này để công chúa linh giới ở nơi này, rõ ràng là muốn thách thức linh giới, nhưng cổ tộc tuyệt đối sẽ không vì công chúa linh giới này mà đi liều chết cùng linh giới.
Lúc này, Hắc Diêm đột nhiên hỏi, sao ngươi lại ở nơi này? Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, cười nói, tới dạo chơi. Hắc Diêm thoáng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Lúc này, tờ nhiệm vụ do công chúa linh giới ban bố trên cột nhiệm vụ đột nhiên biến mất. Hai người đều hơi ngẩn ra. Mà lúc này, lại có một tờ nhiệm vụ mới xuất hiện trên cột nhiệm vụ kia, vẫn là công chúa linh giới ban bố, nhưng khi nhìn thấy nội dung của tờ nhiệm vụ kia, hai người đều ngây dại. Nhiệm vụ không đổi, nhưng thù lao đổi. Thù lao từ 22 tinh mạch biến thành 52 tinh mạch. 52. Khi nhìn thấy con số này, hai người đều cho rằng mình nhìn nhầm rồi. 52. Diệp Huyên nhìn về phía Hắc Diêm. Hắc Diêm hơi do dự, sau đó nói, Diệp huynh, tạm biệt. Nói xong, gã ta quay người biến mất. Nơi này càng ngày càng có nhiều thần thức xuất hiện, rất rõ ràng, thù lao từ nhiệm vụ do công chúa linh giới này ban bố đã khiến vô số cao thủ động lòng. Diệp Huyên thoáng nhìn tờ nhiệm vụ kia, trong lòng cũng hơi khiếp sợ. 52 tinh mạch. Đây chắc chắn là một khoản cực lớn. Có lẽ sẽ có người động lòng rồi mạo hiểm. Có thưởng lớn, ắt có người dũng cảm đi làm. Đúng lúc này, Hắc Diêm vốn đã rời đi quay trở lại, Diệp Huyên nhìn Hắc Diêm, đang định nói chuyện thì Hắc Diêm đã nói trước, Diệp Huynh, đoàn trưởng chúng ta có lời mời. Diệp Huyên nhíu mày, bạch y. Huyền Diệp gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, hắn ta mời ta làm gì? Hắc Diêm cười ngượng ngập, ta cũng không biết. Diệp công tử đi thì biết. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi dẫn đường đi. Thấy Diệp Huyên đồng ý, Hắc Diêm vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, Diệp huynh, mời. Nói xong, gã ta quay người rời đi. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Diêm, Diệp Huyên đi vào trong một đại điện màu đen, sau khi tiến vào đại điện, Diệp Huyên sửng sốt. Hiện giờ trong đại điện này có 4 người, mà hắn lại nhận ra 2 người trong đó. Chính là Bạch Y và Nam Ninh, trừ họ ra, còn có một người đàn ông mập mạp, tên này mặc áo bảo hoa rộng thùng thình, bụng kia lớn hệt như đang có thai 10 tháng. Bên cạnh người đàn ông mập mạp là một người đàn ông mặc áo đen, trong tay trái cầm một cây sáo ngọc nhỏ dài, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Sau khi dẫn Diệp Huyên đến đại điện, Hắc Diêm lui ra ngoài. Bạch Y đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Huyên, mỉm cười, hoan nghênh. Mặc dù từng là kẻ địch, nhưng khi đó là vì lợi ích, mà bây giờ, hai bên bọn họ đã không có bất kỳ xung đột lợi ích gì. Diệp Huyên cười nói, lần này Bạch Y đoàn trưởng đến tìm ta là vì chuyện của công chúa linh giới sao? Bạch Y gật đầu, đúng vậy. Nói xong, gã ta ngồi vào một bên, sau đó nhìn Diệp Huyên, mời ngồi. Diệp Huyên ngồi vào một vị trí trong đó, hắn nhìn người đàn ông mập mạp và người đàn ông mặc áo đen. Mà lúc này hai người bọn họ cũng đang nhìn hắn. Lúc này, Bạch Y đột nhiên giải thích, Diệp huynh, hai vị này lần lượt là Phì Long đoàn trưởng của đội lính đánh thuê Đoàn Tử và Tiêu Nghiệt đoàn trưởng của đội lính đánh thuê Thần Các. Đội lính đánh thuê Đoàn Tử. Phì Long. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên kỳ lạ, thế mà tên mập mạp này lại có cái tên thú vị như vậy. Lúc này, Phì Long kia nhìn về phía Diệp Huyên. Cười nói, nếu Diệp huynh cảm thấy buồn cười thì cứ cười đi, ha ha. Diệp Huyên mỉm cười, các hạ đặt tên, thật sự rất thú vị. Phì Long thoáng nhìn Diệp Huyên, cười nói, không biết Diệp huynh là. Nói xong, hắn ta lại nhìn về phía Bạch Y. Bạch Y thoáng nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Chỉ có 2 chữ. Nghe vậy, lông mày Phì Long hơi nhíu lại. Mà lúc này... Bạch Y đột nhiên nói, các vị, mọi người thấy nhiệm vụ của công chúa linh giới này thế nào? Tiêu Nghiệt ở bên cạnh cười nói, rất động lòng, nhưng cũng rất mạo hiểm. Hơn nữa, chỉ cần ra khỏi thành, chắc chắn vị kia của linh giới sẽ không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng vây đánh. Ngay cả mấy đội lính đánh thuê chúng ta cũng không chịu nổi vây đánh điên cuồng của linh giới. Phì Long khẽ gật đầu, sở dĩ công chúa linh giới đột nhiên nâng thù lao lên cao như vậy. Chắc chắn là linh giới đã có hành động gì đó. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Nam Ninh. Nam Ninh im lặng một lát rồi nói, theo ta được biết, linh giới đã thương lượng với cổ tộc, nhưng cụ thể thế nào thì ta không biết. Lúc này, Tiêu Nghiệt đột nhiên cười nói, trừ phi bọn họ cũng bằng lòng gia nhập,
nếu không, chỉ mấy người chúng ta, không làm nổi nhiệm vụ này. Mọi người im lặng. Bọn họ, tất nhiên chính là ám chỉ đội lính đánh thuê đứng thứ nhất. Bạch Y đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huynh, người thấy thế nào? Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, dường như hắn cảm nhận được cái gì, dứt khoát quay người biến mất khỏi điện. Trong điện, mọi người đều ngỡ ngàng. Xảy ra chuyện gì? Trong điện, mấy người Bạch Y đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Ngoài điện, Diệp Huyên ngự kiếm lao nhanh, mà tiểu tháp trong cơ thể hắn đang lo lắng nói, tiểu chủ, mau, hướng sang trái, mau, ngươi nhanh lên đi. Diệp Huyên ngự kiếm chạy như điên. Sở dĩ hắn như vậy, đương nhiên là vì tiểu tháp rồi. Đương nhiên, hắn cũng không biết tiểu tháp đã cảm nhận được gì, chỉ là điên cuồng gọi hắn lao về phía này. Tuy hắn cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng tiểu tháp, dù sao, tháo nhỏ dù không dựa dẫm được, nhưng sẽ không lấy chuyện như vậy ra trêu đùa. Ngay lúc này, trước mặt Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một tấm chắn vô hình. Diệp Huyên nhíu mày, đang định ra tay thì tiểu tháp vội nói, đừng ra tay. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu tháp, rốt cuộc ngươi phát hiện ra gì? Tiểu tháp thấp giọng nói, có người đang cầu cứu tiểu bạch. Diệp Huyên nhíu mày, cầu cứu tiểu bạch. Tiểu tháp nói, đúng vậy, ở trước mặt người cách không xa. Diệp Huyên nhìn phía xa, ở bên dưới trước mặt hắn là một cung điện màu trắng mờ ảo. Diệp Huyên đang muốn tiến lên trước, lúc này không gian trước mặt hắn bỗng rung chuyển, ngay sau đó, một cô gái mặc giáp đen lại xuất hiện trước mặt hắn. Không phải là loài người, mà là linh. Còn là loại linh gì thì Diệp Huyên cũng không biết. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ánh mắt đầy địch ý. Lúc này, ấn ký thiên đạo giữa mày Diệp Huyên đột nhiên sáng lên, nhìn thấy ấn ký thiên đạo này, cô gái chợt ngây người, sau đó hỏi, ngươi là? Ánh mắt đầy địch ý đã biến mất, Diệp Huyên thấp giọng nói trong lòng, tiểu tháp, ta nên nói thế nào? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, hỏi nàng ta xem là ai đang cầu cứu tiểu bạch. Diệp Huyên nhìn cô gái, là ai đang cầu cứu tiểu bạch? Cô gái nhíu mày, tiểu bạch. Âm thanh của tiểu tháp vang lên trong đầu Diệp Huyên, chính là Linh Tổ. Diệp Huyên nói, chính là Linh Tổ. Linh Tổ. Nghe vậy, cô gái chợt nheo mắt, lúc này, ánh mắt nàng ta đầy vẻ đề phòng. Lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên từ bên dưới, nếu hắn có ấn ký thiên đạo thì không phải người xấu, để hắn vào đi. Cô gái mặc giáp do dự chốc lát, sau đó nhìn Diệp Huyên, mời. Dưới sự dẫn dắt của cô gái mặc giáp, Diệp Huyên đã đến một đại điện màu trắng, trong đại điện có một cô gái đang đứng, cô gái mặc váy dài trắng như tuyết, tóc dài xõa sau lưng, trên người tản ra luồng linh khí khi có khi không. Công chúa linh giới. Khi nhìn thấy cô gái trước mắt này, Diệp Huyên đã đoán được thân phận của đối phương. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên, các hạ là. Diệp Huyên thấp giọng nói, người đang cầu cứu linh tổ. Công chúa linh giới chợt ngây người, sau đó nói, tại sao ngươi biết được? Diệp Huyên hỏi trong lòng, tiểu tháp, sao ngươi biết được? Tiểu tháp lạnh nhạt nói, ta và tiểu bạch là bạn bè sống chết có nhau, cảm ơn. Diệp Huyên. Lúc này, công chúa linh giới ở trước mặt Diệp Huyên lại nói, các hạ. Diệp Huyên thôi nghĩ ngợi, nhìn công chúa linh giới, không biết nói gì, nếu hắn nói, linh tổ của các ngươi là của nhà ta. Không biết có bị đánh không nữa. Hắn biết, trong lòng những linh này, địa vị của tiểu bạch rất cao. Ngay lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nó bay đến trước mặt công chúa linh giới, có liên lạc được với tiểu bạch không? Tiểu bạch. Công chúa linh giới do dự chốc lát, rồi nói, không có hồi âm. Tiểu tháp nói, người dùng gì liên lạc với nàng ấy? Công chúa linh giới lấy ra một cái hộp trắng. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, ngươi từng gặp tiểu bạch. Công chúa linh giới thấp giọng nói, đây là nàng ấy đưa cho phụ thân ta năm đó, sau đó phụ thân ta giao lại cho ta. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, nếu các người có thể khiến tiểu bạch để lại hộp này, điều này chứng minh các người và nàng ấy hẳn là có một mối thiện duyên. Nếu đã vậy, tại sao các ngươi không tìm thẳng chủ nhân lấy một luồng kiếm khí chứ? Như vậy chẳng phải đáng tin hơn cái hộp này sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết?
Từ sau khi Tiểu Bạch và Nhị Nha Đầu đến hệ Ngân Hà thì bọn họ đã không còn đáng tin rồi sao? Bây giờ không thể dựa vào nàng ấy được đâu. Diệp Huyên. Công chúa linh giới khẽ nhíu mày, kiếm khí. Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, nàng ấy không có hồi âm gì sao? Công chúa linh giới gật đầu, đúng vậy. Tiểu Tháp im lặng nói, hiện tại có thể nàng ấy không có thời gian quan tâm đến ngươi rồi. Công chúa linh giới có phần khó hiểu, tại sao? Tiểu Tháp nói, bởi vì thiên mệnh tỷ tỷ đến đó rồi. Sợ rằng sau này nàng ấy và Nhị Nha Đầu sẽ khó sống tốt. Công chúa linh giới càng khó hiểu. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên bay đến trước cái hộp, nó gõ nhẹ vào cái hộp trắng, cái hộp khẽ rung lên, sau đó lập tức nổ ra một luồng sáng, tiếp đó, không gian trước mặt nó khẽ dao động, không lâu sau, một người màu trắng huyền ảo xuất hiện trước mắt mọi người. Tiểu Bạch. Nhìn thấy Tiểu Bạch, vẻ mặt công chúa linh giới kia lập tức thay đổi, nàng ta vội vàng thi lễ. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Tháp và Diệp Huyên, sau đó cô bé khẽ mím môi, có chút tủi thân. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, sao vậy? Tiểu Bạch lập tức vung tay lên. Diệp Huyên có hơi đau đầu, hắn sao hiểu được chứ? Lập tức nhìn sang Tiểu Tháp, Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, nàng ấy nói, Nhị Nha bị thiên mệnh tỷ tỷ đánh rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lúc này, công chúa linh giới kia đột nhiên nhìn Tiểu Bạch, nàng ta lại thi lễ, sau đó nói, mong linh tổ cứu giúp. Tiểu Bạch nhìn công chúa linh giới, cô bé do dự chốc lát rồi chỉ Diệp Huyên. Công chúa linh giới có phần khó hiểu, đang định hỏi gì đó thì lúc này, bên trong ảnh đột nhiên truyền đến tiếng động vang dội, ngay sau đó, hình ảnh lập tức biến mất. Vẻ mặt công chúa linh giới cứng đờ. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nhìn sang Tiểu Tháp, Thanh Nhi sẽ không làm bậy chứ? Tiểu Tháp thấp giọng nói, ta không biết. Diệp Huyên. Tiểu Tháp lại nói, chắc là không đâu, thiên mệnh tỷ tỷ sẽ không cố ý đến hệ Ngân Hà đánh Nhị Nha đâu, nàng ấy đến nơi đó, hẳn là có mục đích khác. Diệp Huyên lắc đầu cười, vậy thì tốt. Đối với Tiểu Bạch và Nhị Nha, hắn vẫn rất có hảo cảm. Lúc này, Tiểu Tháp nói, vừa nãy khi Tiểu Bạch biến mất, đã bảo ngươi giúp nàng ta. Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, nàng ta, Tiểu Tháp nói, đúng vậy. Diệp Huyên có hơi đau đầu, ta giúp thế nào? Tiểu Tháp nói, tự ngươi xem rồi giúp đi. Diệp Huyên cạn lời. Hắn phát hiện, hắn cũng không thể không giúp, chuyện của Tiểu Bạch. Cũng giống như là chuyện của nhà họ Dương, chuyện này, hoàn toàn không hề gì. Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, hắn do dự chốc lát, công chúa, hiện tại Tiểu Bạch gặp chút chuyện, tạm thời nàng ấy không thể đến đây, hay là, ta đưa ngươi đến linh cung thần điện gì đó. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên, ngươi biết linh tổ. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên, dù sao cũng là một nhà. Công chúa linh giới. Diệp Huyên lại nói. Vừa nãy ngươi cầu cứu với Tiểu Bạch, là xảy ra chuyện gì sao? Công chúa linh giới gật đầu, ta vừa nhận được tin, rất có thể linh thiên này sắp động vào cổ giới rồi. Một khi người này thật sự động đến cổ giới, lúc đó. Nói đến đây, nàng ta lại không nói gì thêm. Diệp Huyên thấp giọng nói, lúc trước ngươi đưa ra thẻ nhiệm vụ, muốn có người đưa ngươi đến linh cung thần điện, đến nơi đó rồi, ngươi sẽ an toàn sao? Công chúa linh giới gật đầu, đó là một nơi mà linh tổ ở lại, chỉ cần tiến vào nơi đó, linh thiên sẽ không thể ra tay với ta. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Công chúa linh giới nói, bởi vì năm đó, khi linh tổ lập ra nơi đó, đã ra luật cấm ở đó, nghiêm cấm bất kỳ linh nào chém giết lẫn nhau, nếu có kẻ làm trái, linh ở khắp thiên hạ này có thể cùng giết. Diệp Huyên trầm giọng nói, mệnh lệnh này của nàng ấy không có hiệu quả ở nơi khác. Công chúa linh giới gật đầu, nghiêm túc mà nói, thì không hiệu quả. Bởi vì ban đầu khi nàng ấy nói, chỉ nói là ở linh cung thần điện. Diệp Huyên bỗng hỏi, nếu là nàng ấy nói, linh khắp thiên hạ này không được chém giết lẫn nhau, vậy ở đây, các người sẽ tôn trọng sao? Công chúa linh giới im lặng một lúc lâu rồi nói, nếu có nàng ấy ở đâu, mọi người đều sẽ tôn trọng, nếu không có nàng ấy. Diệp Huyên cười khổ, nhưng hiện tại nàng ấy không ở đây, vì vậy, đến linh cung thần điện thì linh thiên kia có khả năng cũng sẽ ra tay với ngươi, đúng không? Công chúa linh giới lắc đầu, không đâu, chỉ cần đến nơi đó, linh thiên kia chắc chắn sẽ không dám ra tay,
bởi vì đó là nơi linh tổ ở, nàng ta có to gan đến đây cũng không dám ra tay tại nơi mà linh tổ sống, cho dù nàng ta ra tay thì cũng không sợ, vì một khi nàng ta ra tay, đồng nghĩa là không tôn trọng linh tổ, đến lúc đó, ngay cả những cao thủ của linh giới cũng sẽ không còn tôn trọng nàng ta nữa. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, nếu có linh tổ ở đây, sau đó nàng ấy nói để ngươi là vương của linh giới, thì ngươi chính là vương của linh giới, đúng chứ? Công chúa linh giới liếc nhìn Diệp Huyên, gật đầu, đúng. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lúc này, tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, ngươi vẫn không hiểu rõ địa vị của tiểu bạch trong lòng những linh này rồi, nói thế nào nhỉ? Địa vị của tiểu bạch trong lòng những linh này, giống như. Diệp Huyên nhíu mày, giống như gì? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, giống như gạo trong mắt chuột vậy. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám, đại ca à, ta cầu xin ngươi, ngươi có thể đổi hình tượng so sánh được không? Tiểu tháp tức giận nói, tiểu chủ, rốt cuộc phải mất bao lâu người mới hiểu được, ta chỉ là một cái tháp đây. Tháp thôi đấy, ta chỉ là một cái tháp thôi. Diệp Huyên. Tiểu tháp lại nói, dù sao, tiểu bạch trong lòng những linh này rất thần thánh, không linh nào dám cãi lời nàng ấy. Hơn nữa, nếu nàng ấy đồng ý giúp đỡ một linh thì nàng ấy có thể nâng cao linh đó lên mức cao nhất. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là, nàng ấy còn dễ dàng tiêu diệt một linh. Linh ở trước mặt nàng ấy hoàn toàn không có năng lực phản kháng, là áp chế hoàn toàn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, mạnh đến vậy sao? Tiểu tháp nói, không phải mạnh bình thường đâu, vì vậy, công chúa này nói rất đúng, chỉ cần bọn họ đến linh cung thần điện kia, thì linh thiên gì đó hẳn sẽ không dám ra tay với nàng ta có ngầu đến đâu thì tuyệt đối cũng sẽ không dám bất kính với tiểu bạch. Diệp Huyên do dự rồi nói, chúng ta là bạn của tiểu bạch, linh thiên gì đó có phải cũng không dám động đến chúng ta. Tiểu tháp nghĩ một lúc lâu, sau đó nói, theo lý mà nói thì đúng là vậy, nhưng ta cảm thấy hình như có chút không đúng lắm. Diệp Huyên hỏi, chỗ nào không đúng? Tiểu tháp trầm ta một lúc lâu rồi nói, hình như không có gì không đúng cả. Diệp Huyên nói, vậy có vẻ như không có vấn đề gì rồi. Tiểu tháp gật đầu, không vấn đề gì, làm đi. Làm đi. Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, cười nói, người biết linh cung thần điện không? Công chúa linh giới gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên trầm giọng nói, công chúa, ta có một cách, có thể trực tiếp đưa ngươi đến linh cung thần điện, nhưng, ngươi phải phối hợp. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên, phối hợp thế nào? Diệp Huyên đi đến trước mặt công chúa, sau đó mở lòng bàn tay, đặt tay vào tay ta, sau đó nghĩ đến linh cung thần điện, ta lập tức đưa ngươi qua đó. Nghe vậy, công chúa linh giới lập tức sửng sốt. Lúc này, cô gái mặc giáp đen kia lập tức đứng chắn trước mặt công chúa, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ánh mắt không tốt chút nào. Lúc này, công chúa linh giới bỗng nói, lui xuống. Cô gái mặc giáp đen do dự chốc lát rồi lùi sang bên cạnh. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên, hắn có ấn ký thiên đạo, như vậy chứng minh hắn không phải là người có suy nghĩ dơ bẩn, ta tin hắn. Nói rồi, nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó đặt tay vào trong tay Diệp Huyên. Bàn tay ấm áp chạm vào. Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, nghĩ đến vị trí của linh cung thần điện kia đi. Công chúa linh giới khẽ gật đầu, nàng ta nhắm hai mắt lại. Lúc này, âm thanh của tiểu tháp đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ, hình như không cần kéo tay mới có thể cảm nhận được vị trí mà đối phương nghĩ mà nhỉ. Diệp Huyên nói trong lòng, liên quan quái gì đến ngươi? Tiểu tháp. Không lâu sau, Diệp Huyên đột nhiên nói, được rồi. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn cô gái mặc giáp đen, muốn đưa nàng ta đi không? Cô gái giáp đen. Công chúa linh giới gật đầu, đưa theo. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đã xuất hiện trong tay hắn, sau đó, hắn lập tức dẫn theo hai cô gái biến mất. Thế nhưng, khi ba người tiến vào đường hầm thời không kia thì sắc mặt ba người lại thay đổi. Sau đó, một luồng sức mạnh vô cùng kinh người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chấn áp ba người Diệp Huyên. Quỳnh! Ba người lập tức quay về chỗ cũ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở chân trời phía xa kia, có thể thấy thấp thoáng một người phụ nữ, mà kẻ đó lại đang nhìn ba người bọn họ từ trên cao.
Công chúa linh giới ở bên cạnh thấp giọng nói, Linh Thiên. Diệp Huyên liếc nhìn người đang đứng trên tầng mây, ánh mắt nặng nề hơn. Sâu không lường được. Với thực lực hiện tại của hắn, có rất ít người có thể khiến hắn cảm thấy như vậy, nhưng người này lại mang đến cảm giác này. Không đơn giản. Lúc này, Linh Thiên kia lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó quay người biến mất. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên có chút đau đầu, hắn không ngờ, đối phương lại có thể ngăn cản hắn ở đường hầm thời không. Qua một lúc im lặng, Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, ngươi tin ta không? Công chúa linh giới khẽ gật đầu, tin. Diệp Huyên nói, đừng phản kháng. Nói rồi, một luồng sức mạnh thần bí lập tức bao phủ công chúa linh giới chợt ngây người, nhưng, nàng ta thật sự không phản kháng gì, sau đó, nàng ta lập tức tiến vào trong tiểu tháp. Lúc này, tiểu tháp nói, vừa nãy khi tiểu bạch biến mất, đã bảo ngươi giúp nàng ta. Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, nàng ta, tiểu tháp nói, đúng vậy, Diệp Huyên có hơi đau đầu, ta giúp thế nào? Tiểu tháp nói, tự ngươi xem rồi giúp đi. Hắn không lựa chọn đấu với linh thiên gì kia, đối phương không phải một người, sau lưng còn có cả một linh giới, hiện tại tuy thực lực hắn không yếu, nhưng cũng không tự cho mình có thể đấu lại được với cả một linh giới. Sau khi ra khỏi thành, Diệp Huyên lập tức che giấu hơi thở bản thân mình. Thế nhưng, chưa đi được bao lâu, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên lan ra từ đường hầm thời không trước mặt hắn. Ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, khẽ giơ ngón cái lên. Bù! Tiếng kiếm vang lên, kiếm Thanh Huyên lập tức bay ra. Bù! Thời không trước mặt hắn lập tức bị tách ra, luồng sức mạnh kinh khủng kia thoáng chốc bị hắn chém bay, lúc này, một ngón tay lập tức điểm trên mũi kiếm của Diệp Huyên. Ầm! Kiếm Thanh Huyên khẽ rung chuyển, Diệp Huyên cả người lẫn kiếm liên tục lùi ra cả mấy vạn trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, sau lưng hắn bỗng xuất hiện một ngọn lửa sấm sét. Ngọn lửa từ sấm sét này tựa như một thanh đao bén nhọn, lập tức chém nứt không gian sau lưng Diệp Huyên, chém thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo mắt, kiếm Thanh Huyên trong vỏ đột nhiên bay ra. Bù! Kiếm Thanh Huyên lập tức chém vào ngọn lửa từ sấm sét kia. Bùm! Ầm! Một đám lửa nổ tung. Mà lúc này, một ấn trưởng màu trắng đột nhiên đánh đến trước mặt Diệp Huyên. Lúc này, kiếm Thanh Huyền đã không kịp vào vỏ, nhưng vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, trong vỏ kiếm của hắn lại xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh kiếm bình thường. Diệp Huyên khẽ gõ ngón cái. Bù! Kiếm ra khỏi vỏ. Mà mặt sau thanh kiếm này, còn có 6 thanh kiếm khác. Lục kiếm Liên Châu. Khi thanh kiếm đầu tiên chém vào ấn trưởng kia, kiếm lập tức nổ tung, ấn trưởng đánh thẳng một mạch. Từng thanh kiếm liên tiếp vỡ vụn. Căn bản không thể ngăn cản được ấn trưởng kia. Cuối cùng, 6 thanh kiếm hoàn toàn bị phá vỡ. Mà lúc này, kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên đã vào vỏ, sau đó, kiếm lại đi ra. Đùng, chấm, ấn trưởng kia bị kiếm Thanh Huyên chém vỡ. Bản thân Diệp Huyên lại khẽ điểm mũi chân, lùi về sau mấy nghìn trượng, hắn nhìn về phía xa, một cô gái váy trắng đang đứng cách đó không xa. Chính là Linh Thiên kia. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, ngươi là thứ gì? Diệp Huyên nhíu chặt mày, thứ quỷ gì là gì? Linh Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, giao nàng ta ra đây. Diệp Huyên thấp giọng nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Linh Thiên nhíu mày, ngươi giấu nàng ta ở đâu? Diệp Huyên càng nhíu chặt mày, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm một lúc, sau đó, đột nhiên nàng ta lại biến mất. Ở phía xa, Diệp Huyên nheo mắt, khẽ gõ ngón cái, kiếm Thanh Huyên lập tức bay ra. Ầm! Một vùng sáng trắng bỗng chốc nổ tung trước mặt hắn. Một tàn ảnh lui ra ngoài cả nghìn trượng. Chính là Linh Thiên kia. Linh Thiên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, nhíu mày, kiếm gì? Diệp Huyên nhìn Linh Thiên, ánh mắt càng thêm nặng nề, cô gái trước mặt này lại có thể đối đầu với kiếm Thanh Huyên của hắn. Có chút kinh khủng. Lúc này, Linh Thiên kia lại nhìn Diệp Huyên, ngươi là người nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó quyết định nói đạo lý, Linh Thiên trưởng lão, ngươi có biết Linh Tổ không? Linh Tổ. Nghe vậy, Linh Thiên lập tức nheo mắt, ngươi biết Linh Tổ.
Diệp Huyên gật đầu, biết, ta và Linh Tổ là một phe. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm một lúc, không, người không biết Linh Tổ. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó, Linh Thiên đột nhiên biến mất, sau đó, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số sức mạnh thần bí kinh khủng, sức mạnh này trực tiếp lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên kinh sợ trong lòng, hắn rút mạnh kiếm Thanh Huyên, sau đó đỡ lấy. Ầm. Một vùng sáng trắng nổ tung trước mặt hắn, thoáng chốc, thời không trước mặt Diệp Huyên biến thành một vùng tối đen, mà lúc này, hai ngón tay lại điểm trên kiếm Thanh Huyên của hắn. Đùng. Kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên, luồng sức mạnh kinh khủng xuyên qua kiếm Thanh Huyên trực tiếp đánh vào người Diệp Huyên. Bùm. Chớp mắt Diệp Huyên đã bị đánh bay ra ngoài mấy nghìn trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, cả người hắn lập tức rơi vào trong một vùng thời không màu trắng. Diệp Huyên nhíu mày, sau đó, ánh mắt hắn chợt thay đổi, hắn vội rút kiếm chém ra. Rút kiếm định sinh tử. Ầm. Một vùng kiếm quang bỗng nổ tung trước mặt hắn. Đùng. Một tiếng nổ vang vọng từ trong thời không màu trắng, Diệp Huyên lại bị đánh bay lần nữa, mà trong lúc lùi lại, thời không màu trắng xung quanh đột nhiên dao động, tiếp đó, từng luồng sức mạnh kỳ lạ thoát ra từ trong thời không màu trắng kia. Diệp Huyên nheo mắt, những luồng sức mạnh này không phải là sức mạnh thời không, vì vậy, kiếm Thanh Huyên của hắn không thể làm được gì. Lúc này, âm thanh của công chúa linh giới bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyên, đây là linh lực, ngươi phải cẩn thận. Linh lực. Diệp Huyên không kịp nghĩ nhiều, hắn bước ra một bước, vừa bước ra, một vùng kiếm quang đã bao phủ thời không xung quanh hắn. Phương Thốn kiếm vực. Trong kiếm vực, vô số kiếm quang đan xen chồng chéo, vô cùng kinh người. Thế nhưng, những kiếm quang kia lại biến mất từng chút một. Căn bản không ngăn được linh lực kia. Trong kiếm quang, Diệp Huyên nhíu chặt mày, không có cách gì, hắn lập tức sử dụng huyết mạch chi lực. Hắn không thể không sử dụng huyết mạch chi lực, nếu để những linh lực kia lại gần, hắn sợ là sẽ biến thành hư vô trong chớp mắt thôi. Sau khi huyết mạch chi lực được kích hoạt, Diệp Huyên khẽ gõ ngón cái, một thanh huyết kiếm đột nhiên bay ra. Bù! Trong sân, tiếng xé rách vang lên, sau đó linh lực trước mặt Diệp Huyên lập tức bị tách ra, đồng thời, kiếm Thanh Huyên trực tiếp chém về phía Linh Thiên. Ở phía xa, vẻ mặt Linh Thiên bình tĩnh. Khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên chém đến trước mặt nàng ta đột nhiên chắp ngón tay điểm về phía trước, đầu ngón tay xuất hiện một luồng sáng trắng. Ầm. Ngón tay điểm vào kiếm Thanh Huyên, nhưng sau đó, Linh Thiên lại nhíu mày, bởi vì luồng sáng trắng trên đầu ngón tay nàng ta lại nhạt đi nhanh chóng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đến lúc sắp hoàn toàn biến mất thì Linh Thiên vội vàng thu tay về, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở phía ngoài cả nghìn trượng. Mà lúc này, kiếm Thanh Huyên đã chém đến trước mặt nàng ta. Linh Thiên không lùi mà tiến, nàng ta bước lên trước một bước, hai ngón tay điểm ra, khi sắp điểm vào kiếm Thanh Huyên, thì ngón tay nàng ta đột nhiên cong lại, sau đó lướt qua mũi kiếm, tiếp đó đột nhiên điểm ngang qua trên thân kiếm Thanh Huyên. Ầm. Sức mạnh kinh khủng lập tức đánh bay kiếm Thanh Huyên, sau đó, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau đó một ngón tay điểm giữa trán Diệp Huyên. Nếu điểm chúng thì đầu Diệp Huyên sẽ nổ tung lập tức. Diệp Huyên cũng không ngờ đối phương lại có thể đánh bay kiếm Thanh Huyên, không kịp kinh ngạc, hắn lại khẽ điểm ngón cái, lại thêm một thanh huyết kiếm bay ra, không chỉ vậy, mà lần này hắn còn đánh ra 9 kiếm liên tiếp. Cửu kiếm liên châu, mà không có kiếm Thanh Huyên, Linh Thiên lập tức lựa chọn đối đầu trực tiếp với 7 kiếm của Diệp Huyên. Ánh mắt Linh Thiên chợt lóe lên vẻ hung tàn, nàng ta lập tức điểm vào một thanh kiếm. Quỳnh. Thoáng chốc, thanh kiếm dẫn đầu lập tức vỡ nát, đồng thời, một luồng sức mạnh kinh khủng lan ra từ đầu ngón tay nàng ta, chớp mắt, 6 thanh kiếm còn lại lập tức biến thành hư vô, sau đó, ngón tay kia cũng lao về phía Diệp Huyên. Ở phía xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời, kiếm Thanh Huyên cũng đã vào vỏ. Khi một ngón tay kia đâm đến trước mặt thì Diệp Huyên chợt mở mắt ra. Chiến ý. Huyết mạch chi lực. Giờ phút này, Diệp Huyên không những thôi động huyết mạch chi lực mà còn sử dụng chiến ý vô cùng vô tận kia. Chiến ý vừa xuất hiện, khí chất cả người Diệp Huyên đã lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngón cái hắn khẽ ấn một cái. Ong! Một tiếng kiếm ngân bỗng vang vọng trong sân, ngay sau đó, một luồng kiếm quang trực tiếp bổ ra. Ầm!
Linh Thiên lập tức bị đẩy lùi lại mấy nghìn trượng, khi nàng ta dừng lại thì cả cánh tay phải đã rạn nứt. Chẳng những vậy, không gian xung quanh cũng bị chôn vùi. Không chỉ là nàng ta mà cả thời không xung quanh cũng nhận lấy sức mạnh khủng bố của một kiếm kia. Sau khi dừng lại, Linh Thiên khẽ cau mày nhìn về phía Diệp Huyên, sâu trong ánh mắt toát ra vẻ nghiêm trọng và kinh ngạc, rốt cuộc thì ngươi là ai? Tại sao phải nhúng tay vào chuyện của linh giới ta? Giờ phút này, phải công nhận rằng trong lòng nàng ta vẫn còn có chút giật mình, sức mạnh chiến ý của Diệp Huyên đã vượt ngoài dự đoán của Linh Thiên. Nàng ta không nhớ là trong lục giới này lại có một kiếm tu mạnh mẽ như thế. Rốt cuộc tên này chui ra từ đâu vậy? Đằng xa, Diệp Huyên liếc Linh Thiên rồi cười hỏi, Linh Thiên trưởng lão, chúng ta có thể nói chuyện không? Linh Thiên bình tĩnh nhìn Diệp Huyên, người muốn nói chuyện gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, có thể bỏ qua cho công chúa linh giới không? Linh Thiên lắc đầu, không thể. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cảm thấy tốt nhất là ngươi đừng nên đụng vào nàng. Linh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi đang đe dọa ta đó hả? Diệp Huyên lắc đầu, ta có lòng tốt thôi, công chúa có thể kết nối với linh tổ và linh tổ cũng đã lên tiếng bảo ta bảo vệ nàng. Linh Thiên im lặng một lát rồi nói, ngươi biết linh tổ. Diệp Huyên gật đầu. Linh Thiên lại khẽ lắc đầu nói, nàng phải chết. Diệp Huyên nhíu mày, sao ngươi lại cứng đầu thế nhỉ? Ngươi không sợ linh tổ sao? Linh Thiên ngó Diệp Huyên đáp, sợ chứ? Diệp Huyên đang định nói gì thì Linh Thiên đã mở miệng trước, nhưng nàng ta cũng không có mặt ở đây, chẳng phải sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại. Linh Thiên lại nói, ta có thể cảm giác được trong người ngươi có dấu ấn thiên đạo, nói cách khác, ngươi đã được thiên đạo chấp nhận. Hơn nữa, ngươi nói mình quen linh tổ. Ta tin tưởng ngươi nên mới không muốn giết ngươi. Diệp Huyên nhìn Linh Thiên, ngươi có thể giết ta à? Linh Thiên khẽ gật đầu, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể thử xem. Diệp Huyên cười ha ha, thử thì thử. Hắn nói xong ngón cái khẽ búng, kiếm Thanh Huyên bỗng bay ra. Một kiếm này kéo theo khí thế và kiếm thế khủng bố, còn có cả huyết mạch chi lực và chiến ý. Linh Thiên đằng xa vẫn hết sức bình tĩnh. Chậm rãi giơ tay phải lên rồi khẽ đè xuống. Ầm. Kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên bỗng khựng lại, khí thế và sức mạnh vẫn còn nguyên, nhưng lại đứng im. Diệp Huyên thấy vậy thì trong lòng giật mình không thôi, vì hắn phát hiện mình thế mà lại mất liên lạc với Kiếm Thanh Huyên. Đúng lúc này, Linh Thiên bỗng biến mất một cách quỷ dị. Diệp Huyên nhíu mày, sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa. Giờ phút này, Diệp Huyên đã bị đưa tới một thời không kỳ lạ. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, không gian trắng xóa một mảnh, chẳng thể nhìn thấy cái gì hết. Lúc này, công chúa linh giới bỗng trầm giọng nói, đây là thời không bạch giới, một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ở trong này, thời gian của ngươi sẽ trôi qua rất nhanh. Một ngày trong đây tương đương với 10 năm bên ngoài. Chẳng những vậy, thời không nơi đây còn có nghịch hướng chi lực. Tuổi thọ của ngươi sẽ trôi đi nhanh hơn ở bên ngoài ít nhất 100 lần, cộng thêm tính chất đặc biệt của nơi này thì. Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ chết ngay tại chỗ. Diệp Huyên nghe vậy, sắc mặt lập tức xa sầm. Một ngày trong đây tương đương với 10 năm bên ngoài. Công năng này hoàn toàn trái ngược với tiểu tháp. Chẳng mấy chốc, sắc mặt Diệp Huyên đã thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình có thứ gì đó đang nhanh chóng trôi đi. Công chúa linh giới trầm giọng nói, đó là sinh mệnh lực của ngươi. Ngươi mau rời khỏi nơi này đi. Sinh mệnh lực. Diệp Huyên ngó xung quanh thử cảm giác kiếm Thanh Huyên, nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được nó. Kiếm Thanh Huyên giống như đã mất đi liên hệ với hắn. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức xa sầm, không chút do dự bước ra một bước, khẽ búng ngón cái một cái, trong vỏ kiếm bỗng bay ra một thanh kiếm. Vèo, một kiếm bổ xuống. Kiếm quang như lửa, vèo, trước mặt Diệp Huyên trực tiếp bị bể ra một cái khe, nhưng cái khe ấy vẫn là màu trắng. Diệp Huyên thấy vậy thì khẽ cau mày, nếu có kiếm Thanh Huyên thì hắn còn có nắm chắc sẽ rời khỏi được nơi này. Dù sao, nó cũng hoàn toàn làm lơ tất cả các thời không. Tiếc là kiếm Thanh Huyên đã mất liên hệ với mình. Diệp Huyên im lặng một lát rồi ra tay tiếp, lần này hắn đánh ra vô số kiếm quang, kiếm khí khủng bố trực tiếp xé rách xung quanh. Xong, mặc dù hắn tàn phá cỡ nào thì đều không thể phá hủy không gian nơi đây.
Dù tiến vào cái khe bị bổ ra kia thì cũng vẫn ở bên trong không gian màu trắng này. Song lúc này, hắn chợt hoảng sợ phát hiện mình đã bạc đầu. Sinh mệnh lực thật sự đang trôi qua một cách rất nhanh. Nếu chỉ là một ngày tương đương 10 năm thì với tuổi thọ của hắn vẫn có thể kiên trì một lúc. Nhưng vấn đề là nơi này còn có nghịch hướng chi lực, nó sẽ khiến tuổi thọ của hắn nhanh chóng trôi đi. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng cau mày. Hắn nhớ đến một chuyện, nếu một ngày ở đây tương đương 10 năm bên ngoài, mà 10 năm trong tiểu tháp lại bằng một ngày bên ngoài. Vậy nếu hắn tiến vào tiểu tháp thì sao? Diệp Huyên không chút do dự trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Sau khi tiến vào tiểu tháp, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Một lúc sau, Diệp Huyên khẽ nhếch miệng vì phát hiện mình đã khôi phục lại như thường. Sinh mệnh lực trong cơ thể không có trôi đi tiếp. Huề nhau. Diệp Huyên thầm thở phào rồi nhìn về phía công chúa linh giới, nàng ta có thể giữ cái thời không bên ngoài ấy bao lâu? Công chúa linh giới im lặng một lát rồi đáp, không được bao lâu hết, muốn duy trì loại thời không này sẽ tiêu hao rất lớn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy chúng ta cứ chờ là được. Công chúa linh giới liếc Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại bỗng hỏi, rốt cuộc thời không bạch giới kia là thời không gì vậy? Công chúa linh giới trầm trọng đáp, nó là một loại thời không cực kỳ đặc biệt, khác với thời không mà chúng ta sống, chỉ có những cao thủ như Linh Thiên mới mở ra được. Diệp Huyên lại hỏi, nàng ta là hóa tự tại ư? Công chúa linh giới lắc đầu, không phải. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, vậy là trên cả hóa tự tại? Công chúa linh giới gật đầu, nói chính xác hơn thì nàng ta thuộc cấp bậc trên cả người vẽ vòng, vì hóa tự tại cũng coi như là người vẽ vòng. Có điều, sau khi hóa tự tại đột phá thì chính là người phá giới. Mà người phá giới lại là người có thể đột phá vách tường thời không, tìm được một loại thời không hoàn toàn mới. Còn tiêu chuẩn của người phá giới chính là tìm tòi được thời không bạch giới. Chẳng những vậy, còn phải tiến vào trong đó được, mà cao thủ như Linh Thiên thì không chỉ tiến vào được, còn có thể sử dụng nó. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Công chúa linh giới bỗng hỏi, thời không trong tiểu tháp này là do linh tổ tạo ra à? Diệp Huyên lắc đầu cười, không phải. Công chúa linh giới ngẩn ra rồi lại nói, không phải. Diệp Huyên gật đầu. Công chúa linh giới chần chờ một chút rồi nói, thời không trong đây còn khủng bố hơn cả thời không bạch giới, phải nói là cao cấp hơn. Diệp Huyên hơi khó hiểu hỏi, sao lại nói thế? Công chúa linh giới trầm giọng nói, bên trong thời không bạch giới. Thời gian là thuật, nó trôi theo thời gian. Còn thời gian trong tiểu tháp của ngươi, lại là ngược. Diệp Huyên nhíu mày, thuật, ngược. Công chúa linh giới gật đầu. Diệp Huyên do dự rồi nói, có thể nói rõ hơn được không? Công chúa linh giới liếc Diệp Huyên, sau đó giải thích, ngươi ở trong bạch giới một ngày sẽ bằng 10 năm bên ngoài. Thời gian trong đây là trôi đi, cũng chính là thuật. Có điều... Nó chỉ là trôi nhanh và vẫn trôi theo thời gian bên ngoài. Nhưng ngươi ở trong tiểu tháp này 10 năm, bên ngoài lại mới qua một ngày. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian bên trong trôi ngược với bên ngoài. Thuận cũng không phải rất khó, nhưng ngược lại cực kỳ khó. Có người dùng đại thần thông trực tiếp sửa đổi hướng vận chuyển thời gian trong đây. Điều này quả thật là vô cùng đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên mỉm cười, thì ra là thế. Công chúa linh giới ngó Diệp Huyên, không nói gì. Bấy giờ, Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu lên, sau đó hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, Diệp Huyên lại trở về vị trí cũ. Mà giờ phút này, thời không bạch giới kia đã biến mất, mà cách đó không xa trước mặt hắn lại là Linh Thiên. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên nói, ngươi làm thế nào vậy? Lúc này, phải công nhận rằng trong lòng nàng ta đang vô cùng kinh ngạc. Cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì nàng ta không ngờ tên kia lại có thể làm lơ thời gian chi đạo bên trong thời không bạch giới. Rốt cuộc là làm sao mà làm được? Diệp Huyên chợt nghĩ, sau đó kiếm Thanh Huyên đã xuất hiện trước mặt. Trước đó, hắn đã mất liên lạc với nó, mà nó lại không bị Linh Thiên cướp đi, sức mạnh vẫn còn nguyên, chẳng qua là bị Linh Thiên dùng cách nào đó chặn lại thôi. Song, cũng chỉ thể tạm thời ngăn cản. Diệp Huyên đút kiếm Thanh Huyên vào vỏ rồi nhìn về phía Linh Thiên, ngươi tiến vào thời không bạch giới kia thế nào vậy? Hắn vốn định nghiên cứu thời không bạch giới kia một chút,
đáng tiếc là sau khi rời khỏi nó đã biến mất. Đương nhiên, hắn có mang theo kiếm Thanh Huyền mới dám đi nghiên cứu vì cũng rất kiêng kỵ nó. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đã. Sao ngươi lại có thể sống sót trong thời không bạch giới kia? Diệp Huyên nhíu mày, thời không bạch giới kia khủng bố lắm hả? Hàng lông mày đen nhánh của Linh Thiên lập tức nhíu lại, khủng bố lắm hả? Diệp Huyên cười, ta cảm thấy chẳng khủng bố chút nào. Thực ra, trong đó còn khá thú vị. Hắn nói đến đây bèn ngó Linh Thiên trưởng lão, ngươi có thể mở ra thời không bạch giới kia một chút không? Ta muốn đi vào chơi. Linh Thiên im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên còn hết sức nghiêm túc nói, thật đó, ta muốn đi vào xem thử, ngươi mở ra để ta vào chơi xíu đi. Linh Thiên híp mắt, ngươi đang ra vẻ đó hả? Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên im lặng. Thực ra, hắn thật sự muốn đi vào nghiên cứu bạch giới kia một chút. Hắn có kiếm Thanh Huyên, có thể làm lơ thời gian lưu thể chi lực là sức mạnh đổi hướng để nghịch chuyển thời gian trong đó. Một khi nghiên cứu ra kết quả thì chẳng phải đồng nghĩa với việc mình cũng có thực lực của phá giới cảnh sao? Lúc này, Linh Thiên đằng xa bỗng hỏi, kiếm tu, tại sao ngươi lại phải bảo vệ người phụ nữ kia? Diệp Huyên nhìn Linh Thiên nói, không phải ta muốn bảo vệ nàng ta, mà là Linh Tổ muốn bảo vệ nàng ta. Linh Thiên khẽ lắc đầu, Linh Tổ có tấm lòng nhân hậu, không biết lòng người hiểm ác. Không đúng, ở trong lòng Linh Tổ thì cảm thấy mọi linh đều là hiền lành tốt bụng. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Diệp Huyên nhíu mày, ý ngươi là gì? Linh Thiên liếc Diệp Huyên, ngươi biết tại sao ta phải giết nàng ta không? Diệp Huyên trầm giọng nói, không phải là muốn cướp lấy vị trí của nàng ta sao? Linh Thiên lạnh mặt hỏi, nàng ta nói với ngươi vậy à? Diệp Huyên lắc đầu, ta nghe người khác nói. Linh Thiên lại hỏi, người khác nói ngươi cũng tin. Diệp Huyên. Linh Thiên tiếp tục nói, ngươi hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện gì hết. Diệp Huyên cau mày, nói vậy là còn có nguyên nhân khác. Linh Thiên lạnh nhạt nói, ngươi nên biết rằng, linh đều là trời sinh tính tình hiền lành, tại sao ta muốn giết nàng ta mà linh trong linh giới lại không ngăn cản? Chẳng những vậy, trái lại còn giúp ta. Diệp Huyên im lặng, hắn quả thật là không có nghĩ theo chiều hướng đó. Linh Thiên đằng xa đang định nói gì thì đúng lúc này bỗng phát sinh biến cố, chỉ thấy sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, sau đó có một sức mạnh cực kỳ khủng bố tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Cả người Diệp Huyên trực tiếp bay ngược ra ngoài cả mấy vạn trượng. Khi hắn dừng lại, trước ngực chợt xuất hiện một cái lỗ. Giờ phút này, huyết mạch bất tử trong người hắn đang điên cuồng vận chuyển. Diệp Huyên hơi ngơ ngác, sau đó ngẩng phát đầu lên nhìn về phía xa. Công chúa linh giới đang đứng ở đó, mà lúc này, tiểu tháp lại nằm trong tay nàng ta. Tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, ta bị bắt cóc rồi. Ta có nên hoảng không? Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, cô làm ta hơi bất ngờ đó. Công chúa linh giới mỉm cười, Diệp công tử, là ngươi khiến ta bất ngờ mới đúng. Diệp Huyên cười, là ta không biết nhìn người. Công chúa linh giới cười rồi nói, Diệp công tử. Không ngờ ngươi bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống. Ồ, hóa ra là ngươi có hai loại huyết mạch chi lực đặc biệt à. Ngón cái trên tay trái của Diệp Huyên khẽ đặt lên kiếm Thanh Huyên, song công chúa linh giới lại lắc đầu, đừng lãng phí sức lực. Ngươi không giết được ta đâu. Nàng ta nói xong nhìn về phía tiểu tháp trong tay, khóe miệng khẽ nhếch nói, tiểu tháp này huyền diệu thật. Nếu không có nó thì ta cũng không muốn mạo hiểm là địch với ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nếu ngươi thích, vậy tặng cho ngươi. Tiểu tháp. Công chúa linh giới liếc Diệp Huyên rồi xoay người nhìn về phía Linh Thiên, chuyện này sẽ không kết thúc như thế đâu. Nàng ta nói xong bỗng nhiên trở nên mờ đi. Linh Thiên híp mắt lại, tay phải khẽ đè xuống, thời không chỗ công chúa linh giới trực tiếp vặn vẹo. Thế nhưng, nàng ta vẫn biến mất được. Linh Thiên nhíu mày. Sau đó nàng ta trực tiếp đấm thẳng một quyền về phía trước. Dầm. Thời không trước mặt nàng ta lập tức vỡ vụn, thoáng chốc, một cái quyền ấn trực tiếp đấm thẳng vào bên trong thời không. Một lát sau, sâu trong thời không kia chợt truyền đến một tiếng nổ, kế tiếp, nó lại khôi phục như thường. Linh Thiên thấy vậy thì sắc mặt lập tức xa sầm. Linh Thiên liếc Diệp Huyên,
vết thương của nàng ta thế mà đã hồi phục hoàn toàn, là ngươi giúp nàng ta à? Diệp Huyên trần chờ một lát rồi nói, hẳn là tự nàng ta khôi phục. Linh Thiên trầm giọng nói, không thể nào, nàng ta không thể khôi phục trong một thời gian ngắn như vậy được. Diệp Huyên lắc đầu cười, thật sự là tự nàng ta khôi phục. Bởi vì 10 năm trong tiểu tháp chẳng khác gì một ngày bên ngoài. Linh Thiên nghe vậy sửng sốt, sau đó hỏi, người cũng đã dùng cách đó để sống sót trong bạch giới. Diệp Huyên gật đầu. Linh Thiên lập tức đen mặt, kiếm tu, người hại linh giới chúng ta rồi. Nàng ta nói xong bèn xoay người biến mất ở phía cuối chân trời. Diệp Huyên trần chờ rồi cũng đuổi theo. Trên đường, Diệp Huyên nhìn Linh Thiên mặt mày âm trầm bên cạnh hỏi, Linh Thiên trưởng lão, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Linh Thiên nhàn nhạt nói, nàng ta đã giết giới chủ linh giới thượng giới, chẳng những vậy, còn cắn nuốt giới chủ tiền nhiệm. Diệp Huyên sửng sốt. Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta là thôn phệ chi linh, có thể cắn nuốt đồng loại. Mà nàng ta cũng là con nuôi của giới chủ linh giới tiền nhiệm. Chẳng ai ngờ nàng ta sẽ làm như vậy. Chúng ta cũng không ngờ nàng ta lại giấu kỹ như thế, đã sớm đạt tới phá giới cảnh từ lâu. Linh Thiên nói xong khẽ lắc đầu, đây không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là sau khi nàng ta cắn nuốt giới chủ tiền nhiệm thì vẫn chưa tiêu hóa năng lượng kia. Một khi để nàng ta tiêu hóa xong, thực lực sẽ càng trở nên khủng bố. Vốn dĩ, nàng ta sẽ không có thời gian tiêu hóa, hơn nữa còn bị chúng ta đánh bị thương nặng. Mà giờ, nàng ta lại có tiểu tháp kia của ngươi. Điều này cũng có nghĩa, nàng ta rất có thể sẽ tiêu hóa được năng lượng của giới chủ tiền nhiệm trong thời gian ngắn. 2. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, xin lỗi. Nàng ta có thể triệu hoán linh tổ nên ta nghĩ là người tốt. Không ngờ, đây lại là một mụ hai mặt. Mặt mày Linh Thiên tràn ngập vẻ phức tạp, khẽ thở dài. Lúc này, thời không đằng xa bỗng rung lên. Sau đó, một vài linh chợt xuất hiện ở trước mặt hai người. Một cô gái dẫn đầu trong số đó hơi khom lưng nói, trưởng lão, chúng ta không thể ngăn nàng ta lại. Nàng ta đã đến Linh Cung Thần Điện rồi. Linh Thiên gật đầu nói, ta biết rồi. Nàng ta nói xong im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên ngây người, sau đó vội vàng chắn trước mặt Linh Thiên, không đi Linh Cung Thần Điện sao? Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, người biết Linh Cung Thần Điện hả? Diệp Huyên trần chờ một chút rồi nói, có nghe nàng ta nói, đó là nơi Linh Tổ để lại, cũng là nơi Linh Tổ từng ở, đúng không? Linh Thiên gật đầu, nếu nàng ta tiến vào trong đó thì chúng ta cũng không thể làm gì được. Bởi vì nơi đó có lệnh cấm do Linh Tổ để lại, không thể đánh nhau ở đấy, càng không thể ra tay với Linh. Không thì, mọi Linh trên thế giới này đều có thể ra tay với người đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, bảo cao thủ Linh giới theo chúng ta đến Linh Cung Thần Điện đi. Linh Thiên ngó Diệp Huyên hỏi, ý ngươi là gì? Diệp Huyên khẽ nói, phía Linh Tổ cứ để ta giải quyết. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc không? Diệp Huyên gật đầu, chắc. Bấy giờ, Linh Thiên quay đầu nhìn về phía cô gái ở cách đó không xa nói, bảo toàn bộ Linh đạt tới hóa tự tại đi đến Linh Cung Thần Điện. Cô gái hơi do dự nói, Linh trưởng lão, nơi đó là Linh Tổ. Linh Thiên chỉ vào Diệp Huyên, hắn giải quyết Linh Tổ. Cô gái ngó Diệp Huyên, chần chờ một lát rồi xoay người rời đi. Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Nàng ta nói xong bèn xoay người biến mất ở đằng xa. Diệp Huyên cũng vội vàng đi theo. Một lát sau, cả hai đã đi tới Linh Cung Thần Điện, mà đi cùng họ còn có 12 vị Linh. Trong đó, có 10 người là cao thủ hóa tự tại đỉnh. Chẳng những vậy, còn có 2 người có thực lực ngang Linh Thiên, đều là người phá giới. Diệp Huyên nhìn Linh Cung Thần Điện đằng trước, nó là một tòa đại điện màu trắng, bên trong có linh khí cực kỳ thuần khiết. Mà trước đại điện lại có một bức tượng. Khi Diệp Huyên nhìn thấy bức tượng đó thì vẻ mặt chợt trở nên cổ quái. Bởi vì đây là bức tượng của cha hắn. Trên vai cha lại chính là Tiểu Bạch. Lúc này, công chúa Linh Giới bỗng nhiên xuất hiện trước cửa đại điện. Nàng ta liếc Diệp Huyên và Linh Thiên rồi cười nói, Linh Thiên, người định đánh nhau ở đây à? Linh Thiên im lặng một lát rồi nhìn công chúa Linh Giới, tại sao? Công chúa Linh Giới nháy mắt, tại sao gì?
Linh Thiên trầm giọng hỏi, người đối xử tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi lại làm thế với người? Công chúa linh giới mỉm cười, bởi vì ta muốn mạnh lên. Linh Thiên nhíu mày, chỉ như thế. Công chúa linh giới gật đầu, chỉ như thế. Linh Thiên khẽ lắc đầu, người quả là không đáng mà. Công chúa linh giới cười nói, Linh Thiên, ta không những muốn cắn nuốt nàng, còn muốn hấp thu toàn bộ linh giới. Các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Giờ phút này, Diệp Huyên bỗng mở miệng nói, Linh Thiên trưởng lão, ra tay đi. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên hỏi, ngươi chắc không? Diệp Huyên gật đầu, chắc. Linh Thiên bỗng dưng biến mất tại chỗ rồi xông thẳng về phía công chúa linh giới, dao động khủng bố trực tiếp khiến cho cả tòa linh cung thần điện rung lên một cách kịch liệt. Công chúa linh giới nhìn Linh Thiên, trên mặt treo một nụ cười lạnh nhạt, cũng không có ra tay. Ngay khi Linh Thiên tiến vào linh cung thần điện, thoáng chốc đã có một luồng linh lực cực kỳ khủng bố bỗng khóa nàng ta lại. Sau đó, Linh Thiên trực tiếp lùi lại mấy vạn trượng. Sau khi nàng ta dừng lại, một tấm màng màu trắng chợt xuất hiện trên không linh cung thần điện, dập dờn ánh sáng. Mà bên trong lại ẩn chứa một luồng linh lực vô cùng đáng sợ. Là trận pháp do Tiểu Bạch để lại. Linh Thiên nhìn về phía trận pháp với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Đó là linh tổ để lại. Sắc mặt của những cao thủ linh giới bên cạnh nàng ta cũng vô cùng nghiêm túc. Một cao thủ trong số đó chợt trầm giọng nói, Linh Thiên trưởng lão, chúng ta không thể đánh nhau ở chỗ này. Những cao thủ còn lại cũng gật đầu. Bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ chỗ này. Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên im lặng, không ngờ Tiểu Bạch lại để lại trận pháp ở đây. Đằng xa, công chúa linh giới đứng trước linh cung thần điện nhìn đám người Diệp Huyên cười nói, nào, ra tay tiếp đi. Diệp Huyên liếc nàng ta rồi ngẩng đầu ngó trận pháp trên không, thoáng chốc, hắn đã xuất hiện trước mặt nó, mở tay ra, một luồng huyết mạch chi lực chợt tràn ra. Khi nó vừa xuất hiện, trận pháp kia lập tức rung lên, kế tiếp bèn dần dần biến mất. Mọi người thấy cảnh đó đều sửng sốt. Công chúa linh giới nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, không thể nào. Diệp Huyên liếc nàng ta, chẳng phải ta đã nói với cô rồi à? Tiểu Bạch là của nhà ta, cô còn muốn nó phù hộ mình. Cô có bị điên không? Công chúa linh giới nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên hỏi, nhà ngươi? Ngươi đang đùa ta đó hả? Nàng ta nói xong bèn mở tay ra, trong tay bèn xuất hiện một luồng kiếm khí. Khi nó vừa xuất hiện, mọi linh có mặt ở hiện trường đều biến sắc. Linh Thiên vội vàng nói, cẩn thận, đó là kiếm khí do người bảo vệ linh tổ để lại. Nó rất mạnh. Đủ để giết chết bất cứ người phá giới nào. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên cũng cạn lời. Kiếm khí. Khi nhìn thấy công chúa linh giới lấy kiếm khí đó ra, hắn thật sự cạn lời. Hắn không muốn giả vờ. Nhưng đối phương lại muốn hắn phải làm thế. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn vỗ vào ống tay áo, sau đó nhìn Linh Thiên, người bảo vệ linh tổ. Linh Thiên nhìn tượng người đàn ông áo xanh ở đằng xa, ông ấy chính là người bảo vệ linh tổ, người không biết sao. Diệp Huyên nhìn tượng cha mình, nghĩ ngẫm một lúc hình như cũng đúng, nói cha là người bảo vệ Tiểu Bạch cũng không hề sai mà. Lúc này công chúa linh giới đó bỗng cười nói, sao còn không ra tay? Linh Thiên nhìn công chúa linh giới, người chỉ có một luồng kiếm khí. Công chúa linh giới cười nói, đúng là chỉ có một nhưng các ngươi đỡ được kiếm khí này sao? Đỡ được sao? Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, khẽ nhíu mày, kiếm khí của cha sao lại rơi vào tay nàng ta vậy chứ? Công chúa linh giới lại nhìn Diệp Huyên, ra tay đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói rồi hắn lấy kiếm ra, nhưng lúc này Linh Thiên bỗng ngăn hắn lại, Linh Thiên nhìn hắn, người biết đó là kiếm khí gì không? Đó là kiếm khí mà người bảo vệ linh tổ tặng cho giới chủ tiền nhiệm, là lá bài cuối cùng của linh giới ta. Đừng nói là ngươi, dù là ta cũng không thể chặn được kiếm khí đó. Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới tức giận nói, nàng ta kiêu ngạo quá. Linh Thiên trầm giọng nói, nàng ta vốn dĩ là người kiêu ngạo. Diệp Huyên vừa định nói gì đó, công chúa linh giới đó bỗng cười nói, xem ra ngươi vẫn không biết kiếm khí này đáng sợ thế nào, có muốn ta nói rõ cho ngươi biết không? Diệp Huyên cười nói, không cần.
Nói rồi hắn đi về phía công chúa linh giới, vừa đi vừa nói, đến đây, để cho kiếm khí trong tay cô tung chiêu đi. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên không nói gì. Kiếm khí này là con bài lớn nhất của nàng ta, thật ra nàng ta muốn hù dọa Diệp Huyên thôi nhưng chẳng ngờ tên này lại không sợ. Mẹ nó, đây là bị thiểu năng à? Lúc này Diệp Huyên lại nói, nào, để ta xem đâu là kiếm khí của người bảo vệ linh tổ. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên, người nghĩ ta không dám à? Diệp Huyên nói, cô dám thì cứ sử dụng nó đi. Công chúa linh giới nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người có biết kiếm khí này là sự tồn tại thế nào không? Diệp Huyên nổi giận, cô có biết ta là ai không? Ta là kiếm tu, trên đời này, nếu nói về kiếm đạo, ta thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất? Mọi người! Sắc mặt công chúa linh giới trở nên u ám đáng sợ, này sinh linh loài người kia, người có biết người bảo vệ long tộc là gì không? Đó là người vượt qua cả người phá giới, ngươi. Diệp Huyên ngắt lời công chúa linh giới, cô đừng nói với ta mấy thứ đó nữa, cô mau đánh đi. Công chúa linh giới lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sau đó quay đầu lại nhìn Linh Thiên, ngươi không nói về kiếm khí này cho tên ngốc này sao? Linh Thiên nhìn Diệp Huyên rồi nói, hắn bảo ngươi đánh thì cứ đánh đi. Hắn đã không sợ thì ngươi sợ gì? Sắc mặt công chúa linh giới trở nên khó coi. Sử dụng kiếm khí này với tên ngốc này. Đúng là hơi lãng phí. Lúc này Diệp Huyên ở một bên bỗng nói, sao cô nói nhiều thế nhỉ? Nếu cô không cần thì ta ra tay đây. Vừa dứt lời, ngón tay cái của hắn hơi điểm vào không trung, kiếm thanh huyên bay ra. Kiếm khí xé toạc không khí, đánh thẳng về phía công chúa linh giới. Hai mắt công chúa linh giới híp lại, nếu ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Nói rồi nàng ta xòe bàn tay ra, kiếm khí trong lòng bàn tay được đẩy ra, ngay sau đó kiếm khí bay ra. Ở phía đằng xa, Diệp Huyên thu kiếm thanh huyên lại, khi kiếm khí đó lao đến trước mặt hắn, hắn không tránh đi, kiếm khí đó dừng lại ngay giữa trán Diệp Huyên trong tầm mắt của mọi người. Mọi người đều sửng sốt. Công chúa linh giới nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Lúc này Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm khí đó rơi vào trong tay hắn, kiếm khí hơi run lên như thể đang bày tỏ gì đó. Diệp Huyên nhìn công chúa linh giới, cong môi, chỉ thế thôi à? Thấy thế, công chúa linh giới ở một bên thay đổi sắc mặt, đây, sao có thể? Diệp Huyên thu lại kiếm khí đó, sau đó cười nói, cô muốn giết ta bằng kiếm khí, lẽ nào cô không biết ta là kiếm tu sao? Hơn nữa ta còn là một trong số ít những kiếm thể vô địch, thế gian này kiếm của ai có thể làm ta bị thương? Cô ngây thơ thật. Công chúa linh giới bỗng nhìn về phía tượng người đàn ông áo xanh đó, ngay sau đó nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, ngươi và ông ấy có mối quan hệ gì? Diệp Huyên nhíu mày, quan hệ gì? Ta không quen ông ta. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên chằm chằm, một lát sau nàng ta trầm giọng nói, ngươi là con cháu của ông ấy. Lúc này nàng ta đã nhận ra gương mặt của Diệp Huyên và người bảo vệ Long Tổ hơi giống nhau, cộng thêm trước đó Diệp Huyên nói hắn biết Linh Tổ, rõ ràng là Diệp Huyên là thế hệ sau của người bảo vệ Linh Tổ này. Đây là cùng một ruột. Diệp Huyên ở phía đằng xa chính trực nói, ta không quen ông ta thật. Công chúa linh giới nhìn Diệp Huyên, một lúc sau nàng ta xoay người chạy mất. Diệp Huyên nói, chặn nàng ta lại. Mấy người Linh Thiên biến mất ngay tại chỗ. Ở phía chân trời xa xôi bỗng vang lên từng tiếng động cực lớn. Diệp Huyên cũng đuổi theo đến, vì tiểu tháp vẫn còn trong tay công chúa linh giới, nếu để công chúa linh giới chạy mất, sau đó lại tu luyện trong tiểu tháp một thời gian thì ai mà đỡ lại được. Trong một không gian và thời gian không xác định ở phía xa, mấy người Linh Thiên đã chặn được công chúa linh giới. Không một câu thừa thãi đã ra tay đánh người. Sau khi Diệp Huyên đến, kiếm thanh huyên trong tay hắn cũng bay ra. Sắc mặt của công chúa linh giới đang đánh nhau với Linh Thiên thay đổi, nàng ta quay người đi rồi đánh một quyền ra. Một quyền ấn màu trắng xoáy vòng được tung ra đánh thẳng vào kiếm thanh huyên của Diệp Huyên. Quyền ấn màu trắng đó lập tức vỡ tan, kiếm đánh thẳng về phía công chúa linh giới. Công chúa linh giới híp mắt, nàng ta xòe lòng bàn tay ra rồi nhẹ nhàng nâng lên. Một tấm khiên màu trắng xuất hiện trước mặt nàng ta. Tấm khiên đó chặn được kiếm thanh huyên, nhưng tấm khiên cũng theo đó vỡ tan tành, lúc này công chúa linh giới đã lùi ra xa mấy vạn trượng,
nhưng nàng ta đã bị các linh bao vây. Công chúa linh giới lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên bỗng nói, linh mà ta gặp được cơ bản đều tốt, sao cô lại khác loài như thế? Thiệt cho ta trước đó còn liều mạng với trưởng lão linh thiên vì cô lừa gạt tình cảm của ta. Công chúa linh giới lạnh nhạt nói, ta bảo ngươi giúp sao? Ta rất muốn ngươi giúp à, là tự ngươi chủ động giúp ta, liên quan gì đến ta? Diệp Huyên tỏ ra ngạc nhiên, địch, đây là lời mà một con người có thể nói sao? Công chúa linh giới không cảm xúc nói, là bản thân ngươi nhiều chuyện, liên quan quái gì đến ta? Diệp Xuyên giơ ngón cái lên, cô là linh mặt dày nhất mà ta từng gặp. Công chúa linh giới bình tĩnh nói, mặt dày thì có tác dụng gì? Có thể ăn được sao? Có thể trở nên mạnh hơn à? Diệp Huyên. Công chúa linh giới bỗng nhìn Linh Thiên nói, người nghĩ các người thắng rồi sao? Linh Thiên bỗng nói, giết nàng ta. Linh Thiên vừa dứt lời, các cường giả linh giới đều ra tay, nhưng đúng lúc này nhiều khí tức cực kỳ đáng sợ bỗng xuất hiện, ngay sau đó một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Linh Thiên bỗng nhíu mày. Người đàn ông trung niên này chính là thành chủ cổ thành Cổ Minh. Cổ Minh khẽ cười, trưởng lão Linh Thiên, người đang làm gì thế? Linh tương tàn với nhau không ổn đâu. Linh Thiên lạnh nhạt nói, sao nào, tộc trưởng Cổ Minh muốn nhúng tay vào chuyện của linh giới ta à? Cổ Minh khẽ cười, cổ tộc ta không có hứng thú với chuyện của linh giới, nhưng linh công chủ là bạn của cổ tộc ta nên cổ tộc không cho phép bất kỳ ai làm hại đến công chúa linh giới. Nghe thế sắc mặt các cường giả linh giới đều trở nên khó coi. Linh Thiên bỗng nhìn công chúa linh giới, ngươi lại dám kết cấu với cổ tộc. Công chúa linh giới khẽ cười, ngay cả linh tâm mà ta còn có thể giết được thì còn việc gì ta không thể làm. Linh Thiên siết chặt tay phải, sắc mặt hơi không ổn. Cổ tộc nhúng tay vào rồi. Nếu họ ra tay thì rất có thể sẽ khai chiến với cổ tộc, hai giới khai chiến không phải là trò đùa. Vẻ mặt Linh Thiên dần trở nên u ám. Nàng ta không ngờ cổ giới lại đột nhiên giúp công chúa linh giới khiến bây giờ nàng ta hơi tiến thoái lưỡng nan. Cổ Minh ở một bên khẽ cười, cảm giác rất thoải mái. Đúng lúc này Diệp Huyên ở một bên bỗng nói, trưởng lão Linh Thiên, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Đánh chúng đi. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, đánh. Diệp Huyên nhíu mày, nếu cổ tộc đã muốn giúp công chúa linh giới tức là muốn đối đầu với linh giới. Nếu ông ta đã muốn chống đối thì tại sao không đánh với chúng? Chẳng phải là liều mạng sao? Ai sợ ai? Nghe thế công chúa linh giới ở một bên nhìn Diệp Huyên nói, liều mạng. Ngươi có biết nếu hai giới khai chiến sẽ có bao nhiêu người chết không? Ngươi có biết không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Công chúa linh giới tức giận nói, không biết thì ngươi còn oang oang cái gì? Vui lắm sao? Diệp Huyên bình thản nói, cổ tộc không sợ. Linh giới cần gì phải sợ? Nói rồi hắn nhìn Linh Thiên, trưởng lão Linh Thiên, nếu ngươi tin tưởng ta thì nghe theo ta, khai chiến đi, người nào bảo vệ người phụ nữ này thì khai chiến với người đó. Người càng kiêng dè, người khác càng cảm thấy thỏa mãn, vì chúng biết các người không dám khai chiến nên sẽ lấn tới. Linh Thiên híp mắt, tay phải chậm rãi buông ra. Cổ Minh nhìn Diệp Huyên, ánh mắt tràn ngập sát khí. Diệp Huyên nhìn Cổ Minh cười nói, ông nhìn ta làm gì? Ông nghĩ ta sợ ông chắc. Nói rồi hắn nhìn Linh Thiên, có đánh hay không? Nếu người đánh, ta sẽ dốc sức giúp linh giới, mẹ kiếp, người phụ nữ này không chết, ông đây không thoải mái, còn dám cướp tháp của ta. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên không nói. Diệp Huyên nhíu mày, người có đánh hay không? Linh Thiên vẫn hơi do dự. Lúc này Diệp Huyên bỗng chuyển âm sang. Người bảo vệ linh tổ là cha ta, hiểu chưa? Linh Thiên sửng sốt, ngay sau đó nàng ta vùng tay lên, giết. Diệp Huyên. Giết. Linh Thiên vừa dứt lời, bản thân nàng ta đã dứt khoát xông ra ngoài. Mà những cao thủ linh giới sau lưng nàng ta cũng thi nhau xông ra ngoài. Bây giờ, mặc dù Linh Thiên không phải là tộc trưởng của linh giới, nhưng nàng ta là người mạnh nhất linh giới. Thật ra, Linh Thiên vốn không muốn khai chiến với cổ tộc, bởi vì một khi hai tộc khai chiến, sẽ có vô số sinh linh chết đi, không chỉ như vậy, linh tộc vừa xảy ra nội loạn, với thực lực hiện giờ của linh tộc, thật sự không tìm ra được phần thắng. Nhưng mà, sau khi biết người bảo vệ linh tổ là cha Diệp Huyên,
nàng ta không còn lo lắng gì nữa. Nhìn thấy đám người linh thiên ra tay, sắc mặt Cổ Minh kia lập tức trầm xuống. Điều này hơi nằm ngoài dự liệu của ông ta. Bởi vì dưới cái nhìn của ông ta, bây giờ linh giới xảy ra biến cố, trong hoàn cảnh này, linh giới tuyệt đối không dám khai chiến với cổ tộc, đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta dám nhúng tay vào chuyện riêng của linh giới. Nhưng ông ta không ngờ, linh giới lại lựa chọn khai chiến. Lần này khiến ông ta trở tay không kịp. Đương nhiên, giờ phút này ông ta không ra tay cũng không được. Đánh đã rồi nói. Thoáng chốc, chiến đấu ác liệt bùng lên. Mà Diệp Huyên thì lặng lẽ ẩn nấp, khi hai bên chiến đấu kịch liệt, một thanh kiếm đột nhiên bay qua chiến trường. Vèo. Trong nháy mắt, đầu của một cao thủ hóa tự tại của cổ tộc bay thẳng ra ngoài, mà linh hồn của ông ta cũng lập tức bị thanh kiếm kia hấp thu. Xiết trong chớp nhoáng. Trong bóng tối, Diệp Huyên hưng phấn không thôi, đánh lén thật sảng khoái. Hắn phát hiện, thật ra hắn rất thích hợp với đánh lén. Nhân lúc người ta không để ý, một đòn đánh chết. Một cao thủ hóa tự tại đột nhiên ngã xuống, sắc mặt tộc trưởng Cổ Minh của cổ tộc bỗng nhiên thay đổi, ông ta lướt nhìn xung quanh, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy người nào ra tay. Lúc này, công chúa linh giới nơi xa trầm giọng nói, là kiếm tu kia. Kiếm tu. Cổ Minh nheo mắt lại, đang định nói chuyện, đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Vèo. Một cao thủ hóa tự tại trong đó còn chưa kịp phản ứng đã bị thanh kiếm này đâm vào giữa lông mày. Xiết trong chớp nhoáng lần nữa. Giây phút này, những cao thủ cổ tộc đều hoảng hốt. Cao thủ linh tộc vốn cũng không yếu trong lúc giao đấu với cao thủ linh tộc, bọn họ không thể phân tâm, mà bây giờ lại xuất hiện một sát thủ kỳ lạ như vậy, ai mà chịu cho nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 185.